Lâm xin thân ái chào toàn thể các anh chị GAA cũng như là các anh em bạn bè đồng nghiệp từ Camly Group. Chúng ta sẽ có một buổi sáng rất là vui và hôm nay chúng ta gặp lại nhau để tận hưởng những giây phút thú vị cũng như là thật là nhiều năng lượng hứng khởi. Tâm xin được phép giới thiệu với các anh chị về nội dung chương trình ngày hôm nay. Chúng ta gồm có 3 phần chính. Đầu tiên sẽ là Business Coaching cùng với cô Lê Anh với chủ đề rất hấp dẫn, dòng chảy đến tương lai. Phần 2 chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sẽ là nghi thức chúc mừng và trao chứng nhận cho các anh chị GAA đã xuất sắc vượt qua chương trình đào tạo GAA khóa 8 cũng như các anh chị đã xuất sắc nhận được chứng nhận phân phối từ dự án Carter Fund 2 cùng với Camly Group. Và phần cuối chương trình chúng ta sẽ có một game tham gia chơi mà lại được giải thưởng thật các anh chị từ phía Camly Group và giải thưởng lên đến giá trị dưới 1 tỷ đồng. Game rất là đơn giản và giải thưởng hấp dẫn sẽ được công bố ở phần sau của chương trình. Hôm nay thì không khí của chúng ta rất là nóng rồi đúng không ạ? Các anh chị GAA và đồng nghiệp thân mến, để cho buổi sáng của chúng ta được bắt đầu một cách hứng khởi và tràn đầy năng lượng thì chắc chắn là không có điều gì tuyệt vời hơn là chúng ta sẽ được gặp và trò chuyện cùng với CEO tuyệt vời là chị Cam Ly Dương của chúng ta đúng không ạ? Anh chị nào đồng ý có thể comment vào khung chat để chúng ta có thể cảm nhận được năng lượng của nhau được không nào? Và chị Ly ơi, em thấy rất là nhiều người đang rất là em háo hức chờ đợi chị thì dạ vâng, em xin mời chị ạ. Hello, xin chào mọi người. Wow, Cam Ly thấy đội ngũ được cộng đồng GAA ngày càng đông đúc và ngày càng chất lượng. Cam Ly đã thấy những bạn và những anh chị rất là đặc biệt, rất là thành công ở tại Việt Nam đã tham gia với cộng đồng của chúng ta. Rồi Cam Ly cũng thấy rất là nhiều các nhà môi giới ở tại nước ngoài, ở tại Singapore, Nhật, Hàn Quốc, Philippines và rất là nhiều đất nước như vậy nữa tham gia cùng với chúng ta. Và đặc biệt là tại Mỹ, ngày càng có nhiều các GAA rất là thành công. Và như vậy là chúng ta vừa có số lượng vừa có chất lượng và Camly rất là vui mừng về điều này. Trước tiên thì Camly xin chào mọi người. Camly luôn rất là mong muốn được gặp mọi người trong những cái buổi như vậy để chuyện trò trao đổi cùng với mọi người cách rất là gần gũi. Và Camly cũng chào cô Lê Anh ha. Wow, lâu ngày rồi mới gặp lại chị Lê Anh và Camly thấy chị Lê Anh cũng tràn đầy năng lượng luôn. Chị Lê Anh hôm nay sẽ có những cái bài training coaching cho chúng ta. Camly cảm thấy rất là thú vị, hào hứng để chào đón. Và thật là may mắn khi mà chúng ta có được một cái dự án đầu tiên là Carter Multifamily. Đây là một dự án rất là đặc biệt ở trên thị trường, được đánh giá rất là cao, được rất là của Mỹ và của thế giới đang tham gia vào các cái dự án này là Carter Fund. Và các bạn là những người đầu tiên, những GIA đầu tiên được nhận giấy chứng nhận bởi Carter. Và đây là cách để mà các bạn leverage tên tuổi của mình, nghĩa là dùng đòn bẩy tên tuổi đó để mà các bạn được nâng tên tuổi lên. Và sau này khi mà các bạn làm việc với nhiều dự án, gặp gỡ nhiều khách hàng và đối tác và thị trường, các bạn có thể đưa ra cái giấy chứng nhận rằng tôi đã từng được đào tạo bởi Carter và được tham gia cùng cũng như là đồng hành để giới thiệu cái dự án Carter ra thị trường một cách rất là thành công. Thì cái điều đó sẽ tạo thêm cái uy tín cho các bạn rất rất nhiều. Rất là chúc mừng các bạn nào đang may mắn đồng hành được với chúng ta những ngày đầu tiên như vậy. Và đặc biệt nữa là chúng ta được đồng hành với hàng ngàn nhà đầu tư rất là chất lượng, hàng ngàn nhà đầu tư rất là uy tín và rất là giá trị mà các bạn đang có cơ hội được tham gia vào cùng trong cộng đồng với Camly Group. Và Camly rất là chúc mừng mọi người ngày hôm nay nhận được bằng GIA Bronze là
cái bằng đầu tiên mà chúng ta sẽ được nhận cùng với Camly Group nè. Và những bạn và những anh chị đang được nhận bằng Carter nữa. Và chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin thú vị mới mẻ để mà chia sẻ với nhau trong thời gian gần đây. Camly cảm thấy càng ngày càng hào hứng và càng thú vị hơn nữa. Và Camly để lại sân khấu để cô Lê Anh sẽ đến với chúng ta ngay lập tức bây giờ. Camly mong gặp lại mọi người trong những cái buổi rất là đặc biệt và mong gặp rất là nhiều bạn GIA đã và đang thành công và sẽ thành công hơn nữa trong tương lai. Camly xin chúc mừng mọi người và Camly tạm thời chào tạm biệt. Em xin được thay mặt mọi người cảm ơn chị Camly rất là nhiều, và chị Camly cùng ở đây để mình cùng hòa quyện cái năng lượng này cùng với tất cả mọi người chị nhé. Và kính thưa các anh chị, Tâm chắc chắn rằng trong tất cả chúng ta ai ai cũng có một cái mong muốn rằng chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng và thật hứng khởi, đúng không ạ? Không ai muốn là tương lai của mình cứ bình bình và cứ buồn buồn hoài, đúng không? Và để mà được phát triển thành công với cái điều mà mình thích, đó là một điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và hôm nay thì Camly Group sẽ giúp các anh chị tiến gần hơn với cái mục tiêu này cùng với sự hỗ trợ của cô Lê Anh. Anh chị sẽ tìm thấy sự bình an và cơ hội kinh doanh mới trong hiện tại và cũng như là trong tương lai gần. Và không để các anh chị phải chờ lâu nữa cũng như không để cô Lê Anh phải chờ nữa, thì Tâm xin phép mời cô Lê Anh bắt đầu phần hướng dẫn của mình ạ. Xin mời cô ạ. Cảm ơn Minh Tâm rất là nhiều và xin chào Camly. Nãy là chỉ có dám vẫy tay và thả tim chào Camly và các bạn thôi, để cái tiếng nói của mọi người không bị đè chồng lên nhau. Rất là vui được quay trở lại với lại cộng đồng GAA và Camly Group. Thưa các bạn, là chúng ta đang là những cái người đang có rất là diễm phúc, những cái phúc đức của chúng ta khi mà chúng ta vẫn còn có một cái sự kết nối với nhau và cả một cái cộng đồng đầy năng lượng như thế này. Trong khi mà ngoài kia đang rất là hỗn loạn, đúng không ạ? Và nó cũng sẽ là một cái góc nhìn mà ngày hôm nay Lan muốn chia sẻ đến với cả nhà GA của chúng ta. Để chúng ta, vâng, cảm ơn các bạn đã nhắc đến những cái chương trình Ikigai. Cảm ơn các bạn. Và khi mà được cái lời đề nghị của Camly Group đó với cộng đồng GAA đó, thì Lan nó ôm mừng quá. Hiện tại bây giờ Lan rất muốn cống hiến cho cộng đồng. Và tuyệt vời luôn cô Lê Anh ơi, những giá trị mà chị đã trao tặng cho cộng đồng vẫn luôn tồn tại và còn nâng cao lên rất là nhiều bởi cộng đồng nữa. Mọi người luôn nhắc đến những cái giá trị đó và Camly cũng luôn nhắc đến những cái giá trị đó, và Camly thấy càng ngày nó càng là trở thành những cái quả rất là lớn, rất là tuyệt. Chính xác chị Camly, đó là cái quả, đúng không ạ? Trở thành cái quả rất là lớn. Cho nên một hạt giống chúng ta gieo, nó sẽ lên một cái cây to. Rồi cây to nó lại nảy ra nhiều quả và lại có nhiều hạt. Cho nên chúng ta sẽ có cả một cái rừng quả rất là trái rất là ngọt. Thế thì chắc là sẽ không đợi mất thời gian của quý vị. Lan xin được phép đi vào cái nội dung của chương trình ngày hôm nay, đó là dòng chảy đến tương lai. Lan xin phép được chia sẻ slide. Trong quá trình Lan chia sẻ, vì nó như là một cái buổi tọa đàm chúng ta làm trên online, thì Lan đề nghị chúng ta sẽ làm như thế này nhé. Lan chia sẻ và với cái góc nhìn của Lan, sau đó thì chúng ta dừng lại ở mỗi một cái ý để mà chúng ta có thể cùng tương tác và trao đổi với nhau. Và chính vì chúng ta đã là một cộng đồng đi cùng với nhau một cái thời gian khá là dài, cho nên chúng ta hãy cùng chia sẻ rất là thật tình với nhau, để mong rằng cái buổi ngày hôm nay có thể mỗi người góp một cái chút sức nào đó để mà chúng ta cùng hòa chung vào trong cái dòng chảy để có thể đi đến cái tương lai tốt đẹp hơn. Sẵn sàng không ạ? Đồng ý như vậy không ạ? Nếu đồng ý thì xin các anh chị cho cái số 1. Nếu có ý kiến khác thì các anh chị cho số 2 để Lan biết ạ. Cảm ơn. Cảm ơn, Lan nhận thấy rất là nhiều cái số 1. Và bây giờ thì Lan xin phép được chia sẻ màn hình. Cảm ơn cô Lê Anh rất nhiều nha. Camly sẽ theo dõi. Camly. Cùng mọi người. Rất là cảm ơn chị Camly, nhớ chị lắm. Thưa các anh chị, để tiếp tục thì chắc cho phép Lê Anh
một phút, hai phút để Lê Anh có thể chia sẻ về bản thân mình. Lê Anh là một cái nhà huấn luyện cá nhân và là huấn luyện doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì Lê Anh có huấn luyện cho các gia tộc doanh nhân. Gia tộc doanh nhân có nghĩa rằng là những cái gia đình họ có từ một cái doanh nghiệp trở lên, và họ có ý định rằng truyền truyền kế tục cái doanh nghiệp đó cho những cái thế hệ sau. Thế hệ sau không dứt khoát phải là người trong gia đình, và cái doanh nghiệp đó nó được trường tồn với thời gian, đồng thời nó đem lại nhiều cái lợi ích trong cộng đồng. Và vì vậy đó thì họ không phải là doanh nghiệp gia đình mà họ là gia tộc doanh nhân, bởi vì họ là gia tộc của những doanh nhân. Và doanh nhân là cái người mang một cái sứ mệnh đem đến nhiều hơn cái lợi ích cho cộng đồng. Và Lê Anh có một cái tầm nhìn, đó là vì một cái thế giới nơi tài năng con người được hiển lộ. Bởi vì Lê Anh tin chắc rằng bất kể trong chúng ta, ở trong 7 tỷ người của toàn nhân loại này, chắc chắn ai cũng có những cái tài năng. Vấn đề là bạn có cho phép nó hiển lộ được hay không. Chính vì vậy, nếu như một cái thế giới mà ai cũng được hiển lộ ra cái tài năng của mình, thì cái thế giới đó nó vô cùng tốt đẹp, và con người sống trong thế giới đó vô cùng hạnh phúc. Và vì vậy, sứ mệnh của Lê Anh đó là khai mở tiềm năng con người thông qua đào tạo, huấn luyện cho cá nhân, cho tổ chức và cho doanh nghiệp. Và vì vậy Lê Anh có 8 cái giá trị cốt lõi. Nhờ là cái giá trị cốt lõi của Lê Anh nó cũng cùng một cái hướng với lại công ty Cam Ly Group, cho nên cũng rất là vui mừng, hạnh phúc, tự hào được cùng đồng hành với lại các bạn, rất là biết ơn về điều đó. Và 8 cái giá trị cốt lõi này của Lê Anh, cái đầu tiên đó là cái giá trị biết ơn. Và rất là vui khi mà được đọc về những cái giá trị cốt lõi của công ty Cam Ly. Thì cái biết ơn đối với cái góc nhìn của Lê Anh là biết ơn không có nghĩa là nuông chiều. Biết ơn là cho phép bản thân mình và người khác được phát triển tối đa cái tài năng bên trong, như là cái sứ mệnh mà Lê Anh đã nói. Biết ơn là tạo mọi cái điều kiện để giúp cho bản thân mình và người khác phát triển hết toàn bộ cái tài năng bên trong của mình. Và vì vậy, yêu thương cũng phải yêu thương cho đúng cách. Yêu thương không có nghĩa chỉ dùng những cái lời dễ nghe, mà yêu thương cần dùng những cái lời bạn cần nghe, mình cần nghe, để mình có thể phát triển. Và vì vậy, cái giá trị phát triển nó đi tiếp theo. Phát triển, Len không cho phép mình đứng yên tại chỗ. Và Len cũng rất yêu thích khi được phát triển cùng với những người khác. Cho nên cái cuộc sống của mình ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Và tôi biết chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ tốt hơn. Và vì vậy thì chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau. Hạnh phúc là khi chúng ta được phát triển tối đa năng lực của mình. Hạnh phúc là khi chúng ta giúp cho người khác phát triển tối đa năng lực của người khác. Và nếu được như vậy thì chúng ta hoàn toàn thịnh vượng. Sự thịnh vượng không chỉ dừng ở tài chính, sự thịnh vượng còn thể hiện qua cái mối quan hệ, cái thời gian quý báu của chúng ta, những cái giá trị chúng ta đem lại. Và để đạt được cái điều đó thì cái giá trị ghi nhận Lê Anh cũng rất là coi trọng. Cần phải ghi nhận cái giá trị bản thân của mình thì chúng ta mới có thể ghi nhận cái giá trị của những người khác, ghi nhận những cái cống hiến của những người khác. Cho nên chúng ta cần một cái sự hỗ trợ. Chúng ta luôn hỗ trợ người khác để đạt đến một cái mục tiêu chung. Nhưng mà chúng ta cũng cho phép người khác hỗ trợ mình để chúng ta mỗi ngày một tốt hơn. Và vì vậy thì cái giá trị cuối cùng mà Lê Anh hướng tới đó là kết nối. Lê Anh không có sống được một mình đâu ạ. Lê Anh sống là phải có cộng đồng. Lê Anh sống là phải có chiến hữu đi cùng nhau, bạn bè đi cùng nhau, tri kỷ đi cùng nhau. Cho nên 8 cái giá trị này thì Lê Anh đặt ở trên một cái vòng tròn xoắn ốc. Đó chính là cái logo của bản thân. Logo của bản thân Lê Anh đó là một cái vòng tròn xoắn ốc. 8 giá trị này nó không đứng yên tại chỗ, mà nó trượt trên một dòng chảy
trên cái vòng tròn xoắn ốc này, mỗi khi nó lặp lại, nó luôn đạt được ở một cái cấp độ cao hơn. Và Len vô cùng yêu thích cái vòng tròn xoắn ốc. Bây giờ, hôm nay chúng ta đi đến cái nội dung của chúng ta, đó là dòng chảy đi đến tương lai. Thế thì như nãy Len vừa mới giải thích đó, cái gì mà nó đứng yên á thì nó sẽ không tạo ra năng lượng. Cho nên cần phải có cái dòng chảy, như là cái dòng chảy mà Len diễn tả nó, gì nó trượt ở trên cái vòng tròn xoắn ốc, thì mọi sự vật và hiện tượng đều diễn ra như thế. Và câu hỏi đầu tiên á mà Len hỏi đến với các bạn á là các bạn có đang hài lòng với cái kết quả kinh doanh của mình hay là cái tài chính của mình trong cái thời gian đại dịch COVID-19 này hay không? Xin hãy trả lời thành thật và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau ở đây. Dạ, rồi bây giờ Len muốn lắng nghe, chia sẻ từ các anh chị. Có thể là các anh chị hài lòng rồi, chúc mừng. Nhưng cũng có thể các anh chị chưa hài lòng. Nếu chưa hài lòng thì chúng ta sẽ tiến đến làm thế nào để chúng ta hài lòng, đúng không ạ? Chúng ta đi tìm cái câu trả lời. Vì vậy, Len nghĩ rằng đó cũng là một trong những nguyên nhân mà chúng ta ngồi đây để cùng thảo luận với nhau. Dạ, và bây giờ thì Len muốn lắng nghe chia sẻ của một bạn nào đó. Bạn đã có thật sự hài lòng với cái tình trạng tài chính và kinh doanh của bạn chưa? Trong giai đoạn COVID-19 này. Dạ. Yeah. Mình thấy anh chị nào chúng ta muốn tương tác với cô Lê Anh có thể để cái icon giơ tay thì bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ các anh chị mở mic, hoặc là chúng ta comment vào trong khung chat anh chị nhé. Ngại thì gõ vào ô chat, nhưng mà tương tác trực tiếp. Len tin rằng sau cái buổi này, Len rất tin và Len rất kỳ vọng có thể dựa trên những cái góc nhìn mà hôm nay Len chia sẻ với các bạn có thể tìm ra được cái giải pháp để các bạn tuôn chảy đến cái tương lai mà bạn muốn đến. Vậy thì hãy cho mình biết bạn đang ở đâu. Yeah, có rất là nhiều bạn là yes, tức là đã hài lòng rồi, đúng không ạ? Wow, chúc mừng các bạn ha. Khoa Nguyễn, chỉ tạm ổn trong giai đoạn này thôi ạ. Vì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Yeah, ok. Bây giờ mình đang muốn nói về cái ảnh hưởng. Có nghĩa là bạn đang tạm về trong cái giai đoạn này, đúng không ạ? Yeah, ok. Bạn Khoa Nguyễn, bạn có thể mở micro lên được không ạ? Ban tổ chức có thể mở micro mà mình muốn tương tác với Khoa Nguyễn. Bộ phận kỹ thuật có thể hỗ trợ anh Khoa Nguyễn mở mic lên được không ạ? Bất kể là ở đâu các bạn ha, vì chúng ta là những người bạn của nhau. Cho nên đừng ngại ngùng nếu bạn vẫn... Dạ bên đây hơi ồn nên em chat là ok Khoa. Yes, ok. Vậy thì khi mà Khoa chia sẻ rằng là tạm ổn thôi, có nghĩa là nó vẫn chưa như mong muốn của bạn. Vậy thì cho mình hỏi. Bạn kế bên một cái xưởng y tế. Yes. Vậy thì cho mình hỏi rằng so với cái nguyện vọng của bạn, cái mức độ tài chính mà bạn mong muốn đó, thì cái mức độ hiện tại của mình đạt được bao nhiêu phần trăm? Bạn Khoa cũng có thể gõ vào. Tài chính thì ổn định mà tinh thần thì không được như trước. Tức là tài chính là không suy chuyển, đúng không ạ? Thế thì tinh thần thì không ổn định như trước nữa. Do đâu? Khi tinh thần mình không ổn định thì nó đều do là cái nỗi sợ của mình, đúng không ạ? Thì ở đây là mọi người khó, mình buồn lắm. Ok. Có phải rằng nếu như trước đây thì mọi người đó, cuộc sống của họ sung sướng hơn, hoặc cuộc sống của họ bình an hơn, và mình cũng vì thế mà hạnh phúc, đúng không ạ? Nhưng bây giờ mình thấy mọi người xung quanh mình khó khăn hơn và mình buồn. Mình rất là buồn. Dạ. Vậy thì á, là với cái mức độ tài chính của mình á, mình có thể giúp đỡ những người khác không ạ?
chắc chắn là có giới hạn đúng không ạ? Hiện giờ mọi người đang bị về mặt tình hình sức khỏe không an toàn COVID. Nhưng mà đó là tại sao đó có rất là nhiều người bị nhiễm COVID-19 nhưng có những người không bị nhiễm COVID-19 à? Có không ạ? Có những ai không bị nhiễm COVID-19 nào mà có? Chúng ta nè, chúng ta đang ngồi đây nè, đúng không ạ? Rồi ok, tí nữa chúng ta sẽ thảo luận xem tại sao, đúng không ạ? Rồi ok, rồi có bạn bạn Khoa chỉ nói là ok, chỉ chừng mực thôi, tài chính của mình cũng chỉ có chừng mực để giúp đỡ người khác thôi. Và nếu trong tình hình COVID-19 kéo dài lâu hơn nữa thì tình trạng tài chính của Khoa có bị ảnh hưởng không? Đó là câu hỏi dành cho Khoa. Nếu COVID tiếp tục kéo dài, chắc chắn có, đúng không ạ? Ok, Khoa nói là chắc chắn có. Chắc chắn có. Ok. Đó, chắc chắn có. Như vậy thì ở đây có nghĩa rằng là cái mà bạn đang không hài lòng không phải là vì tài chính, mà là vì cái sự khó khăn của những người xung quanh. Nhưng thực chất ra có phải rằng bạn cũng lo lắng tình hình tài chính của bạn ở trong tương lai cũng sẽ không được an toàn như là bây giờ, đúng không ạ? Chắc chắn đúng không ạ? Ok, cho nên chúng ta sẽ thảo luận với nhau trong vấn đề này. Vậy quay trở lại ha, cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai: bạn có biết ai trong đại dịch COVID-19 này mà nguồn tài chính hay kinh doanh vẫn ổn hoặc là thậm chí tốt hơn không? Đây là câu hỏi thứ hai. Hai câu hỏi này cực kỳ quan trọng, cho nên chúng ta nghiền ngẫm ha. Rồi bây giờ chúng ta lại cùng tương tác với nhau xem nào. Các bạn có biết ai trong giai đoạn COVID-19 này mà tình hình kinh doanh của họ, tài chính của họ vẫn rất là ổn không ạ? Các bạn có thể gõ vào ô chat nếu như các bạn không có tiện mở micro. Em biết. Wow, xin mời Tracy. Dạ, chắc là Tracy được mở mic. Tracy, thứ nhất là Tracy nghĩ rằng là Camry Group là nói về kinh doanh thì Tracy thấy là mọi người vẫn đang hoạt động rất là tích cực, mặc dù là làm việc tại nhà, nhưng mà Camry Group và những bạn GA tham gia cùng với Camry Group nè vẫn có những cái buổi có chuyên như vậy cùng với cô Lê Anh. Và Tracy thì nghĩ rằng là thời điểm như thế này nè, những công ty công nghệ rất làm ăn rất là phát đạt, và những sàn thương mại điện tử cực kỳ là có rất là nhiều các cái nguồn thu, và cả luôn một công ty như chúng ta đang sử dụng một cái phần mềm là Zoom đây ạ, thì họ cũng đã có rất là nhiều các cái nguồn tài chính trong một cái thời gian thử thách như thế này. Thì đây là những thông tin mà Tracy được biết. Tuyệt vời, cảm ơn Tracy rất là nhiều, và các bạn đã gõ vào trong cái ô chat này cũng rất là nhiều đây ha. Mình cùng nhau chia sẻ nè, mình cùng nhau thảo luận với nhau nè. Thế mọi người nói là các cái doanh nghiệp kinh doanh về ngành y tế, bởi vì bây giờ là cái thế giới đang cái thế về mặt sức khỏe, cho nên là cái ngành y tế là lên ngôi. Dừng ở đây, ngành y tế, con người người ta đó luôn có những cái tâm tham sân si, đúng không ạ? Và các bạn có từng biết đến những ai khi mà cái COVID-19 xảy ra, họ vọt lên một cái, bởi vì sao ạ? Họ sản xuất khẩu trang, nước rửa tay, không nói đâu xa Việt Nam mình thôi, đúng không ạ? Và họ có một lúc họ có rất là nhiều tiền vào, nhưng ngắn hạn thôi ạ. Sau đó có những cái công ty đi sau đầu tư một loạt các cái máy để chuyển đổi qua cái mô hình kinh doanh khác. Người ta có thể đang làm thời trang, sản xuất thời trang. Những cái khách hàng của Lê Anh họ đang sản xuất về thời trang, thương hiệu rất là lớn. Xong rồi là đứng lại, ok, họ thấy khẩu trang ăn, họ rất là nhạy bén, họ nhập về các cái máy móc và nguyên vật tư để họ sản xuất khẩu trang. Nhưng hỏi ôi, họ bị sụp hố, bởi vì chất lượng không đạt, họ không xuất khẩu được, chất lượng không đạt. Và thậm chí có những cái người họ nhập những cái nguồn khẩu trang tệ, mà mình dùng hai cụm từ là đểu, tức là khẩu trang đã dùng rồi, họ về họ tái chế lại thôi. Kinh khủng như vậy đó các bạn, đúng không ạ? Cho nên có rất là nhiều doanh nghiệp khi họ chuyển qua là sản xuất thiết bị ngành y tế, họ bị fail. Có những người thắng nhưng có những người fail.
Cho nên đó là những câu hỏi mình cần phải suy nghĩ ha. Mình cần phải suy nghĩ để mình cùng đi với nhau. Mình cùng đi với nhau nè. Rồi các cái doanh nghiệp bán thực phẩm. Wow, đúng rồi. Chợ truyền thống bị đóng cửa. Mọi người không đi chợ được. Thế thì giống như là Tracy nói, thì bắt đầu tất cả các cái phương tiện ở trên online nó được ứng dụng một cách tối đa hơn. Cho nên những cái người mà họ không có chịu khó sáng tạo và hòa nhập cái dòng chảy của cái thế giới này, họ đứng yên lại, không, tôi bán truyền thống thì tôi phải bán truyền thống, tôi không có quen bán online. Thậm chí có những người nói chứ, cô có biết không, bán online có rất là nhiều người lừa đảo trên đó. Người lừa đảo và online, hai cái khác nhau, hai cái đối tượng khác nhau. Cho nên những cái đối tượng mà lừa đảo, họ có thể lừa đảo ở mọi cái mặt trận, mọi cái phương diện, không dứt khoát phải là online. Nhưng tại sao người ta mua online rất là nhiều, nhưng bạn lại mua nhầm những cái sản phẩm không đúng ý của bạn? Chắc chắn là chúng ta cũng có những cái lần mua online xong không có hài lòng về cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Nó không giống như những cái gì mà chúng ta đặt hàng, không giống những cái gì mà cái hình mà chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Tí nữa chúng ta lại bàn tiếp. Tí nữa chúng ta lại bàn tiếp. Bởi vì chúng ta cần phải đi tìm cái gốc rễ của nó là cái gì để chúng ta giải quyết. Rồi. Và thậm chí là gì? Các bạn thấy rằng là, tôi nhớ rằng là cộng đồng GA của chúng ta đó rất là đông. Nhưng cũng có những cái người bạn đã tạm rời chúng ta rồi. Chúc mừng cho những ai chúng ta vẫn còn đang ở đây với nhau. Các bạn hãy nhìn lại với những cái người tạm rời đi đó. Kết quả của họ có tốt không ạ? Tôi nghĩ là đa số là không. Đa số là không. Tí nữa chúng ta sẽ nói về sự kiên định. Tí nữa chúng ta sẽ nói là về dòng chảy. Rồi, ok, đó, các công ty về công nghệ sàn thương mại điện tử. Như vậy rõ ràng rồi, hiện nay, ngày nay, trong cái giai đoạn này, chúng ta không thể thiếu được công nghệ thông tin. Đó là một cái phương tiện tất yếu phải có. Cho nên nếu như chúng ta chưa khai thác được cái công nghệ thông tin, thì chúng ta vẫn còn lạc hậu. Và rất may là cái cộng đồng của chúng ta có đầy đủ cái phương tiện đó mà chúng ta lại không cần phải đầu tư, đúng không ạ? Camly Group đầu tư hết cho chúng ta rồi. Chúng ta có một cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ đã đầu tư hết cho chúng ta rồi, và chúng ta đã có tất cả những cái công cụ đó để mà chúng ta sử dụng. Bách Hóa Xanh, các siêu thị và các ngành y tế công nghệ, vâng, các cái Bách Hóa Xanh, các siêu thị. Kiến thức cộng bối cảnh xã hội, tư duy cá nhân, hội nhóm sáng tạo khác biệt, chính xác. Bạn Philip đang chat vào trong đây, tuyệt vời quá, đúng không các bạn? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây. Chúng ta vừa mới thảo luận với nhau, rõ ràng trong cộng đồng chúng ta thấy có những người bản thân chúng ta là không hài lòng về mặt tài chính, nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng có những người trong đại dịch mà họ tài chính họ vẫn ổn đấy thay. Và thậm chí Camly Group của chúng ta, các bạn nhìn thấy là có bao nhiêu doanh nghiệp bất động sản đóng cửa. Các bạn trong ngành các bạn phải biết, đúng không ạ? Cái con số đóng cửa không có nhỏ. Nhưng tại sao đã là qua cái mùa dịch thứ mấy rồi, chúng ta vẫn ổn ở đây? Và tôi có mới được có hé mở tí xíu thôi là các bạn đang có những cái sản phẩm tốt, đúng không ạ? Rồi có những cái công cụ tốt nữa, đúng không ạ? Tại sao mà trong mọi khi mà mọi người mà chao đao như vậy, mình lại có những cái điều kiện như thế? Vậy thì quay trở lại với hai cái câu hỏi này. Thế thì cái sự khác nhau của nó ở đâu? Tại sao á, có những cái người á, làm cái COVID này nó ảnh hưởng đến tài chính của họ, nhưng có những người thì không? Tất cả nó đều do phúc đức. Điều này các anh chị các bạn có đồng ý với tôi không ạ? Có ai mà không có phúc đức mà vẫn có tiền bạc hoặc vẫn có hạnh phúc không? Có thể có tiền bạc, nhưng mà có thể họ không bình an. Và tiền bạc không ở lại với họ lâu, rất là ngắn.
Đấy, ví dụ như tôi nói các bạn là có những cái công ty mà họ làm cái khẩu trang đểu á, họ nhập về những cái khẩu trang đã dùng rồi, họ chỉ cần làm mới lại thôi, tiền họ có ngay, nhưng chắc chắn á, là phúc đức của họ cạn, thậm chí là âm luôn, và họ sẽ phải đón nhận những cái hậu quả trầm trọng hơn, không có kéo dài được đâu ạ. Cho nên đó là lý do vì sao mà khi tôi coach cho gia tộc doanh nhân, cái sự kế thừa nó vô cùng quan trọng. Cái sự kế thừa nó dựa trên phúc đức. Các bạn có từng nghe nói khi những người kinh doanh thành công, hình như họ phải đánh đổi lấy hạnh phúc gia đình vì họ không có thời gian để mà chăm sóc gia đình, vân vân và vân vân. Có nghe cái ai nói như vậy không ạ? Đó, nếu có thì bạn gõ số 1 giùm tôi không ạ? Có từng nghe nói không ạ? Dạ, ok, rất là nhiều người đúng không ạ? Nhưng mà các bạn hãy nhìn gia đình chị Cam Ly ạ, một đại gia đình hạnh phúc không ạ? Dạ. Rồi các bạn biết rằng là khi tôi có cho một số các cái gia đình đó, họ hạnh phúc lắm ạ. Đương nhiên, có những cái gia đình thì họ chưa được và họ nói tôi muốn cô. Chính vì vậy, tôi làm việc với cô. Đúng không ạ? Và các bạn thấy rằng là đó, ở... không biết là tôi đã chia sẻ với các bạn trong cái cộng đồng này cái điều này hay chưa. Rồi tôi xin phép được nhắc lại nếu việc có thể hôm nay có những các bạn mới. Những cái nhà mà tỷ phú ở trên thế giới đó, thì đối với những người tỷ phú ở châu Âu, cái tỷ lệ mà họ truyền cái gia tài của họ từ dòng họ này, từ đời này qua cái đời sau á, cho con cháu á, mà vẫn giữ vững á, nó chiếm tới 53% trên toàn cái tổng cái số là tỷ phú của thế giới. Thì những cái người đó họ nghiên cứu về gia tộc á, họ mới nói rằng là tại sao vậy? Tại sao ở Mỹ cũng có rất là nhiều tỷ phú nhưng mà họ lại khó truyền qua những cái đời sau bằng cái không bằng cái nhóm ở châu Âu? Thì nó có một cái yếu tố mà các nhà khoa học tìm ra, đó là gì ạ? Cái yếu tố là tự hào dòng tộc. Nó có một yếu tố đó là tự hào dòng tộc. Tại vì cái điểm dừng của cha mẹ sẽ là điểm khởi đầu của con cái. Cho nên cái điểm dừng của cha mẹ đó sẽ là cái tự hào của con cái. Và cái thời đại đó, cái thành tựu của ông bà tới mức đó, con cái rất là ngưỡng mộ, rất là tự hào. Thì nó sẽ là một cái lực đà để đẩy con cháu phát triển ở đời sau nó còn cao hơn là đời trước. Vì sao ạ? Vì điểm dừng của cha mẹ là điểm xuất phát của con cái. Cho nên khi chúng ta muốn tìm một đối tác kinh doanh bền vững, hãy nhìn vào gia đình của họ. Đây là khi mà tôi cũng có được phép chia sẻ với những cái nhà đầu tư ở Việt Nam. Và họ có đặt câu hỏi của tôi là chọn đối tác. Chọn đối tác. Có rất là nhiều người đầu tư, họ nói là ôi tôi chọn nhầm đối tác cô ơi. Tôi chọn đối tác lúc đầu họ nói tôi hay lắm, nhưng mà về sau á là tôi bị lừa. Thưa với các bạn, không ai lừa được ai hết. Không ai lừa được ai hết. Chỉ có khi phúc đức của chúng ta cạn và tâm tham sân si của chúng ta nổi lên thì chúng ta đưa ra quyết định sai. Chúng ta đưa ra quyết định sai. Rồi chúng ta lại đổi thừa là đối tác của chúng ta. Không phải. Không có cái gì xảy ra ở bên ngoài hết á. Tất cả đều xảy ra ở bên trong của chúng ta mà thôi. Đó là lý do chúng ta vừa mới hỏi nhau và vừa mới trả lời với nhau. Ồ tại sao? Tại sao cái người này thì là ảnh hưởng Covid tài chính nghiêm trọng, nhưng mà có những cái người lại rất là an toàn, ung dung và phát triển? Đấy chính là phúc đức. Và cũng quay trở lại vấn đề đầu tư, không ai dí súng vào đầu bạn bắt bạn phải đưa tiền đầu tư. Tất cả đều là sự quyết định của bạn. Khi đầu tư, bạn quyết định giá mua và bạn quyết định giá bán. Nhưng thông thường khi bạn quyết định thì nó lại dựa trên những cái phần phúc đức của bạn.
mà bạn sẽ chọn cái quyết định nào, đặt cái giá mua làm sao, rồi cái giá bán làm sao. Rồi đã nhiều khi là cái kế hoạch của mình khi đầu tư mua vậy, rồi đến năm đó là tôi bán vậy, theo cái xác suất lợi nhuận là nó sẽ tăng lên như đó, đúng cái thời gian đó, nửa chừng đúng không ạ? Nửa chừng thì là nói thôi không được, rối lên loạn lên à. Tôi nghe người này nói thế này, tôi nghe người kia nói thế nào, và nó thôi bây giờ cho tôi thu hồi lại. Thì cái thu hồi bạn, tại sao bạn lung lay, là vì lúc đó phước đức bạn cạn, cho nên chắc chắn bạn ra cái quyết định thu hồi lại cái phần đầu tư đó là cái lúc giá nó lại thấp. Bởi vì không bao giờ nó đi bằng một đường thẳng, mà đi bằng đường zigzag lên xuống đúng không ạ? Cho nên không có ai khác ngoài chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái phúc đức của chúng ta nó quyết định quan trọng lắm. Nhưng mà phúc đức đến từ đâu? Phúc đức đến từ nhân quả. Không ai sống ở dưới cái vòng trời này có thể thoát ra khỏi cái luật nhân quả. Mà tôi rất là ngưỡng mộ, rất là vui khi được đồng hành với một doanh nghiệp có cái giá trị là nhân quả. Vậy thì nhân quả nó như thế nào đây? Chúng ta nói rồi, đúng không? Cũng là COVID-19. Có người thì bị mắc, có người không. Ừ, rồi cũng trong cái nhóm người bị mắc COVID đó, có người thì khỏe mạnh lại sau một cái trận tàn khốc, nhưng mà khỏe mạnh lại. Nhưng có những người thì tử vong. Đây là nhân quả. Đó là nhân quả. Thậm chí có những người mắc COVID khi đã tiêm chủng rồi, vaccine rồi, vẫn bị vướng. Cho nên các bạn thấy ở trong cái thời COVID này, chúng ta có hai tay. Một tay thì phải tiêm vaccine 5K và tất cả các cái biện pháp để phòng tránh. Nhưng một tay chúng ta phải đảm bảo là nhân quả của chúng ta tốt. Nhân quả có nghĩa là gieo hạt nào thì nhận quả nấy. Gieo hạt nào thì nhận quả nấy. Cho nên đây, cái COVID đó, mọi người, rất là nhiều người ở trên mạng truyền thông đang nguyền rủa nó như là một cái thứ ác quỷ đang hủy diệt loài người. Nhưng mà những người đó lại không đủ can đảm quay lại sự thật là loài người đã gieo những cái hạt gì. Bạn tôi là tiến sĩ Đào Thị Thanh Bình. Bạn ấy không được quyền ra tuyển tuyến. Không được quyền ra tuyển tuyến bởi vì bạn ấy cực giỏi. Cho nên là chính phủ nhà mình là đề nghị bạn ấy là ngồi ngay tại nhà và tiếp nhận tất cả những thông tin từ các bệnh viện. Và bạn ấy ra cái phác đồ điều trị. Và bạn ấy đã cứu rất là nhiều, dựa trên cái phác đồ đã cứu rất là nhiều cái bệnh nhân COVID-19, F0. Nhưng ngược lại đó, bạn ấy chỉ có thể làm tốt khi bạn ấy có thông tin từ phía bệnh viện. Nhưng đôi khi là cái thông tin nó không được quyền đưa tới. Tại sao ạ? Tại vì có những cái người, người ta sợ, người ta lãnh đạo cao ở trong cái bệnh viện đó, người ta sợ rằng là cho biết thì vậy là bệnh viện tôi yếu kém sao? Và có những cái thông tin không được đưa đến. Mãi sau này thì bắt đầu được rồi các bạn. Nha. Nhưng mà thời gian đầu là họ rất là hạn chế cái điều đó. Các bạn có gặp ai ở trong mọi cái lĩnh vực trong xã hội á, tức là họ không có dám đưa ra cái yếu kém của mình. Không dám dang rộng tay ra để nhận cái sự hỗ trợ từ người khác vì chỉ sợ là người khác đánh giá mình là kém. Có mà. Dạ, yeah, có gõ số 1 giùm tôi đi ạ. Yeah, dạ, ok, cảm ơn các bạn. Tuyệt vời. Dạ, yeah, đúng là như vậy đúng không ạ? Nhưng mà cái ngạo mạn đó, nó đã hủy diệt rất là nhiều mạng sống con người. Và người ta cũng đã gieo những cái hạt rất là xấu. Thế thì ở đây chúng ta thấy một tay chúng ta có các cái biện pháp để phòng chống COVID, nhưng một tay chúng ta phải có nhân quả. Có nghĩa là chúng ta phải gieo những cái hạt tốt để chúng ta nhận được những quả tốt. Và chúc mừng cho những cái bệnh nhân đã thoát được cái tử vong của cái ca bệnh COVID-19 đó. Vậy thì trong tài chính thì sao? Nó tương tự như vậy ạ.
cái những người mà có tài chính tốt á, thì mình khách quan mình đứng bên ngoài mình nói là tại vì anh có kiến thức, anh có kỹ năng, anh hên lắm, anh gặp thị trường tốt, rồi đối tác kinh doanh cũng tốt nữa, khách hàng cũng tốt nữa, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao cùng là con người, có những người được trao cho kiến thức, kỹ năng, có những người lại không? Thậm chí có những người cùng ngồi trong một cái lớp tiếp thu cái kiến thức đó, kỹ năng đó, nhưng mà không có hấp thụ được bao nhiêu. Nó cũng là phúc đức. Có đúng không ạ? Nó cũng là phúc đức đây ạ. Rồi cái thị trường, mọi người nói rằng trời ơi, giờ này người ta lo sống chết, gần chết cô ơi, ai đâu mà lo đầu tư. Thưa với các anh chị, với những cái thông tin mà chúng tôi nhận được từ thế giới, bất động sản là một ngành tăng và rất tiềm năng. Vì sao? Vì con người người ta sau cái Covid này, người ta quay trở về nhà. Nếu trước đây cái guồng máy kinh tế khiến người ta phải lao ra ngoài đường, cho nên cái ngôi nhà của người ta ở nó không phải là cái người ta quan tâm nhiều. Người ta quan tâm đến là cái hợp đồng kinh doanh này ổn không, họ có thu nhập được nhiều lợi nhuận không. Người ta quan tâm là ồ, người ta kiếm thêm 2-3 job. Người ta quan tâm là ồ, cái lợi nhuận này cao hơn lợi nhuận kia. Và người ta thấy người ta cứ bấn loạn, người ta xáo trộn, người ta chạy ra bên ngoài. Nhưng cái giai đoạn Covid, mọi người phải làm việc ở nhà, work from home. Và ở nhà thì sao ạ? Gặp tất cả những cái người thân yêu trong gia đình của họ. Và lúc này người ta ở nhà nhiều, người ta lại quan tâm đến cái ngôi nhà của người ta. Khi nhiều người quan tâm đến ngôi nhà thì cái ngành bất động sản lại là tiềm năng. Tôi nhận được thông tin này cách đây 2 ngày từ một người thầy của tôi ở Singapore. Cho nên chúc mừng các bạn vì các bạn đang ở trong lĩnh vực bất động sản, là cái ngành mà gia tăng của thế giới. Vậy thì câu hỏi là ủa, nhưng mà em nghe nói là có rất là nhiều cái công ty bất động sản đóng cửa mà. Đúng các bạn. Theo các bạn, lý do là vì sao? Vì họ có thể không đủ kiến thức, cho nên họ cũng không biết được rằng cái mảnh đất nào là cái mảnh đất màu mỡ để họ đầu tư vào. Có thể là họ không có may mắn, cho nên á là họ không gặp thị trường tốt, họ không gặp đối tác kinh doanh tốt, và họ không có cái khách hàng tốt. Nhưng mà chúc mừng các bạn, có phải các bạn đã được đào tạo kiến thức đầu tư là một cái vốn kiến thức không hề dễ để đi ra ngoài học mà không tốn tiền không ạ? Đúng không ạ? Lại được cầm tay chỉ việc từng từ các cái bạn của Camly Group, của những cái bạn mà đã có kinh nghiệm, họ sẵn sàng chia sẻ. Và cái đối tác kinh doanh, như tôi nói hồi nãy đó, khi chúng ta muốn chọn đối tác kinh doanh, đầu tiên chúng ta phải nhìn vào cái gia đình của họ, gia đình lớn của họ. Chúng ta phải nhìn vào cái độ triết lý kinh doanh của họ như thế nào. Họ có sống về nhân quả không? Họ có kinh doanh nhân quả không? Hay là họ kiếm đồng tiền bằng bất kể mọi giá? Và như thế chúng ta có thể đánh giá được là cái phước đức của họ. Từ cái phước đức đó mà chúng ta ké. Chúng ta ké các bạn. Nếu như chúng ta chưa đủ lực, hãy đi ké với người ta, ở những cái người có phước đức. Cho nên tôi là cứ thầy nào mà dạy mà hay, mà thầy đó là kiểm tra lại, rồi tôi cũng thấy rằng là cái người vị thầy đó quá phước đức là tôi đi theo tôi học. Tôi với bạn, tôi với là chị Cam Ly cũng là đồng môn đó, cùng học chung thầy. Rồi sau này chúng tôi học rất là nhiều thầy khác, thì có thể người trước người sau đó. Và trong cái cộng đồng mà tụi tôi hay đùa với nhau là cộng đồng mà ham học đó, ghiền học đó, là cứ thế hết đi học lớp này lớp khác thôi. Và chia sẻ cùng với nhau. Thì đó là cái nhân duyên mà chúng tôi đang ngồi đây cùng với nhau để chia sẻ với các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy ồ, cái nhân quả nó quan trọng là như vậy đó. Thế thì nhân quả nó có cái quy luật của nó. Quy luật của nó là gì? Có gieo thì ắt có gặt. Có gieo thì có gặt. Cho nên á, có nhiều bạn nói ồ, em có làm gì đâu. Ồ, em không làm gì hết.
câu hỏi đó đó, cái câu hỏi đó là nó là cái cửa miệng của rất là nhiều người khi họ gặp vấn đề. Ô, em không làm gì hết. Đúng không? Vô tội vậy đó, đúng không ạ? Thì khi mà bạn nói là em không làm gì hết, bạn đang rơi vào tư thế của nạn nhân. Bạn đang rơi vào tư thế của nạn nhân. Yeah, wow, bạn Trần Thị Hoàng Anh nói là cho đi rộng lượng và đón nhận từ khôi. Vâng, tuyệt vời, cảm ơn bạn. Có đức mặc sức mà ăn, bạn Trần Hoa đã nói chính xác là như vậy. Ông bà mình nói đấy, không sai vào đâu được. Đúng không? Cho nên đó, là khi có cái vấn đề gì đang xảy ra với mình, cho dù là vợ chồng nhà mà đang cãi nhau hay là đang hiểu sai về mình gì đó, vân vân, thì mình cũng phải lập tức quay vào bên trong mình. Ủa, mình làm gì ta ha? Mình đã từng làm gì? Chứ không phải lúc đó mình phủ nhận là ủa em đâu có làm gì. Tại vì nếu như chúng ta ở trong cái vị thế của nạn nhân, vĩnh viễn không bao giờ chúng ta có hạnh phúc và thành công. Để có hạnh phúc và thành công, phải bước ra khỏi cái tư thế nạn nhân, là chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chính xác, Tracy, tự chịu trách nhiệm. Không ai hết ngoài mình. Như nãy giờ chúng ta đang ngồi trao đổi với nhau, khách hàng đến cũng do chúng ta. Trời ơi, tại sao khách hàng của bạn kia dễ ở, còn nói có vài câu ký cái group xong, chuyển tiền cái group xong. Còn tôi á, tôi nói rồi, tôi nói gãy cả lưỡi luôn, đi theo người ta biết bao lâu luôn, người ta đồng ý rồi, ký rồi, cái bắt đầu xù, bẻ kèo. À, bạn hay than như vậy. Không phải tại người ta, tại do phước đức. Phước đức không đủ cho nên nhân duyên tốt chưa đến. Phước đức đủ thì nhân duyên tốt sẽ đến. Và nếu bạn không gieo thì bạn gặt. Bạn có gieo thì gặt nha. Chắc chắn. Không thể nào không nở. Nhưng nếu bạn không gieo thì không gặt. Vậy thì bạn muốn cái quả tốt mà bạn không gieo, lấy gì nó nở ra? Và một cái quy tắc nữa đó là gì ạ? Hạt nhỏ thì biến thành cây to. Cây to thì lại sinh nhiều hạt. Nhiều hạt lại sinh nhiều cây to. Và các bạn có cả một rừng công đức. Cả một rừng công đức. Nhưng mà chỉ cần một câu sân hận, một ý niệm sân hận có thể đốt sạch cả một rừng công đức. Các bạn có bao giờ ký được một cái hợp đồng tốt khi mà các bạn vừa mới gây lộn xong không? Hay là vừa mới nói xấu một ai, hay là vừa mới phán xét một ai không? Không. Đúng không ạ? Yeah. Và cái vị vua bán hàng trên thế giới của chúng ta là ai nè? Gõ vào cái hộp chat cho tôi xem nè. Vua bán hàng trên thế giới là ai? Ông gì? Không ký hợp đồng nữa hả? Yes, ok. Năng lượng tốt là không ký hợp đồng luôn. Rồi, vua bán hàng trên thế giới là ai ạ? Blessinger, chính xác. Yeah, Blessinger, vua bán hàng. Tony Robbins cũng bán hàng rất là tốt, nhưng mệnh danh là vua bán hàng là Blessinger. Yeah, ok. Blessinger nói là gì? Thời điểm mà bạn, thời điểm tốt nhất để bạn ký một cái hợp đồng hay là bạn bán một cái món hàng, đó chính là cái thời điểm bạn vừa mới chốt cái hợp đồng xong. Tại sao vậy? Khi bạn vừa mới chốt một cái hợp đồng xong, cái năng lượng bạn cao không ạ? Wow, cái phúc đức của bạn đang nở, cái quả bạn đang nở. Đúng không? Cho nên là bạn nhân cái cơ hội đó, trời ơi, nhân cái cơ hội, năng lượng nó đang tròn đầy như vậy đó. Đi, đi tiếp tục để mà chốt một cái hợp đồng tiếp theo. Chứ đừng có nói, hú, đã quá ơi, thôi được rồi, em cho phép em nghỉ một tuần nha. Thì nó xuống. Nó xuống, đúng không ạ? Ok, các bạn có ai từng thấy mặt trăng chưa? Nhìn từ ở dưới mặt đất mình, nhìn lên bầu trời có thấy mặt trăng chưa? Có ai thấy mặt trăng gõ số 1 giùm. Ai không thấy gõ số 0 giùm để tôi biết, tôi phỏng vấn gì đó. Ok, tuyệt vời, cảm ơn các bạn. Yeah, ok, ai cũng thấy mặt trăng hết nha. Yeah, ok. Ai cũng thấy mặt trăng. Một tháng mặt trăng tròn bao nhiêu ngày? Remy not 8, không có thấy mặt trăng á. À, rồi ok ok. À, thấy chú cuội ngồi dưới cái gốc cây đó là Tracy. Ok, còn một cái người thú vị đây, Remy. Ok, mở micro chia sẻ cùng nhau nha. Ok, sẵn sàng không em? Sẵn sàng không bạn ơi? Đâu nhỉ? Bạn Remy là bạn nào? Tôi phải dừng chia sẻ để tôi nhìn bạn cả. Ok, không sao đâu, nào mình cùng chia sẻ thôi mà, rất vui đó cả nhà. Rất vui. Đúng rồi. Ok,
Nè, mình không thấy, mình nhìn thấy mặt trăng á. Chắc là bạn đùa thôi. Hoặc là cổ bạn đau cho nên bạn không ngước lên nhìn bầu trời. Tối nay nha, rồi mi nha. À, nhìn lên bầu trời để xem mặt trăng như thế nào. Thế thì ở trong một tháng nó có mấy ngày trăng tròn các bạn? Thiền mặt trăng nữa hả? Ok, rồi bạn giỏi quá. Tôi chưa có giỏi lắm về thiền mặt trăng. Tôi sẽ học bạn nha. À, ok. Mặt trăng. À, yes, ok. Vương Vương Huệ nói là đâu đó mặt trăng tròn chỉ khoảng 3 ngày thôi. Chính xác mà. Đâu đó mặt trăng tròn chỉ khoảng 3 ngày thôi đúng không ạ? 14, 15, 16. 16 là tròn nhất, đẹp nhất. Đẹp như trăng tròn 16 mà. Cho nên là ví là phụ nữ đẹp như trăng tròn 16. Cái cô gái đẹp như trăng tròn 16 đúng không ạ? Dạ. À, ngày có một ngày là ngày 16. À, Thảo nói là có một ngày là ngày 16. Dạ, yeah, ok, nhưng mà có thể người ta có thể nhìn thấy trăng tròn đầy á, thì đâu đó nó cũng cỡ khoảng chừng 2 đến 3 ngày tùy theo tháng. Thế còn lại đó là nó không tròn lắm. À, đúng rồi. Còn lại nên nó không tròn lắm. Cái ngày nào á ở trong tháng là mặt trăng mà nó nhỏ nhất, nó ít nhất, nó khuyết nhất? 30 mùng 1 đúng không ạ? Ok. Vậy nó có ý nghĩa gì với Phúc Đức không ạ? Có chưa? Đúng không ạ? Bao giờ cái sự tròn đầy á, nó cũng là một cái sự viên mãn, sự đầy đủ. Vậy thì những cái tròn đầy đó đó, nó cũng giống như chúng ta đó. Các bạn hay nói rằng là có thời cô ơi. À, có thời là lúc trăng tròn á. Lúc nào trăng tròn đúng không ạ? Mình hình dung cái cuộc đời kinh doanh của mình. Nó không giống như là mặt trăng hàng tháng vậy đó. Nó có lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống. Tại sao vậy? Nhưng mà tại sao á, những cái người như chị Cam Ly á, lên xuống gì á, chị cũng bình tĩnh mà tiến tới, đều đặn mà tiến tới. Và có những người khác mà bạn biết cũng được như thế. Bởi vì cái trăng tròn á, nó ví như là cái lúc mà cái quả tốt của các bạn á, cái hạt tốt bạn gieo nó nở ra. Nó nở ra. Cho nên bạn hưởng được cái quả đó. Vậy thì khi lúc bạn hưởng được cái quả đó đó, thì bạn nghĩ rằng là cái hạt đó, cái hạt mà đã gieo, cái hạt số 1 nha, hạt hạt A nha, hạt số 1 bạn gieo, bây giờ hạt số 1 nó nở lên thì nó còn hạt để gieo nữa, để nở nữa không? Hết rồi. Khi nó đã nở là nó hết rồi. Vậy thì phải gieo tiếp. Có đúng không ạ? À? Phải gieo tiếp. Cho nên khi mà chúng ta đang đạt được những cái quả tốt thì chúng ta lại tiếp tục gieo cái những cái hạt tốt để chúng ta đạt được những cái đợt nở tới. Vậy thì những cái ngày trăng khuyết làm sao? À, những cái ngày trăng khuyết là trong cuộc đời của chúng ta có ai đảm bảo là chúng ta không vô tình gieo những cái hạt không tốt không? Ví dụ nha, ở trong này mà ai mà đã từng có con có cái nè. À, thì tôi hỏi các bạn nè, các bạn có từng la con không? Có chứ. Tôi cũng vậy, đúng không ạ? Cho nên là bây giờ là tôi đã sửa được rất là nhiều rồi. Khi chúng ta la con, chúng ta đã gieo một cái hạt. Khi chúng ta đi làm, có bao giờ đó chúng ta gặp một đồng nghiệp chúng ta bực mình và chúng ta có một cái lời nói hoặc là một cái ý nghĩ gì đó trong đầu tổn thương đến người đó mà cũng khó tránh khỏi đúng không ạ? Vậy thì đó là những cái hạt xấu, mà những cái hạt xấu thì chắc chắn nó sẽ nở. Vậy thì những cái ngày mà trăng khuyết, đặc biệt là khuyết nhất luôn là ngày mùng 1, 30, 30 mùng 1 đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải là gì ạ? Chúng ta phải thanh tẩy những cái hạt xấu ra đi. Chúng ta phải thanh tẩy những cái hạt xấu ra đi để cho ồ tôi lỡ rồi thì làm cho cái hạt đó đó nó bớt lại. Và trong cái cách thanh tẩy đó mình cũng phải sám hối và mình hứa cam kết là mình không có tái phạm nữa. Và bằng cái cách thanh tẩy như thế đó thì cứ mỗi ngày chúng ta càng ngày càng ít cái hạt xấu đi và chúng ta càng nhiều cái hạt tốt lên, thì cái thành quả mà các bạn nở đó thì nó càng toàn là cái tốt thôi. Đó là lý do vì sao những người giàu có, thành công và hạnh phúc á, người ta rất bền vững. Vì người ta luôn luôn thanh tẩy hạt xấu, người ta gieo hạt mới, thanh tẩy hạt xấu, gieo hạt tốt. Và như vậy đó thì cái rừng của người ta đó là nó không có bị luộc chín cái hạt giống đó, đúng không ạ? Một câu sân hận là luộc chín cả một rừng công đức mà. Đó, cho nên là
Tuyệt vời, đúng rồi. Hãy nói lời ái ngữ, tâm yêu thương, chân thành. Chính xác, chính xác. Yeah, ok, tuyệt vời quá. Cho nên á, là chúng ta thấy vậy thì tài chính cũng vậy thôi. Chúng ta suy xét lại thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất là phúc đức vì chúng ta đang ở trong một cái cộng đồng mà được chia sẻ tất cả những cái kiến thức từ là chuyên môn cho đến những cái tư duy. Rất là vô cùng. Và thì nãy giờ chúng ta nói đến hạt thì tôi chia sẻ với các bạn là nó có 10 hạt giống thiện nghiệp mà chúng ta có thể tham khảo ở đây. Cái hạt đầu tiên đó là hạt bảo vệ sự sống. Hạt bảo vệ sự sống thì các bạn thấy rằng chúng ta sát sinh nè. Những người mà sát sinh nhiều thì thường là sẽ những người mà vi phạm vào cái hạt bảo vệ sự sống, nó bao gồm là sát sinh nè. Trong đó nó có là kể cả chuyện nạo phá thai nè, kể cả chuyện gây ô nhiễm môi trường nè. Đó, những cái gì đó mà nó bảo vệ sự sống này, nó hủy hoại cái sự sống này thì thường là sao ạ? Chúng ta sẽ bị cái yếu tố về sức khỏe. Chúng ta bị cái yếu tố về sức khỏe. Thậm chí là chúng ta rất là hay sợ sệt vì chúng ta đã đe dọa đến những cái chúng sanh khác, cho nên chúng ta rất là sợ sệt. Và thậm chí cái tài chính của chúng ta cũng không tốt. Nó không có ổn định. Có lúc các bạn có thể sẽ có, nhưng có lúc các bạn sẽ mất đi rất là nhiều. Đó. Hoặc là ví dụ như là thu nhập của bạn vẫn rất là cao, nhưng mà không có bao giờ là đủ với bạn cả. Bạn vẫn chưa có một cái tài sản. Bạn vẫn chưa có một cái tài sản cho bạn. Đó. Thế thì cái hạt thứ hai đó là hạt hào phóng. Tài chính của chúng ta nó phụ thuộc rất nhiều vào hạt hào phóng. Nếu như bạn hào phóng thì bạn sẽ có. Cho nên hồi nãy đó, là có một bạn chat trong ô chat đó là gì ạ? Cho đi rộng lượng mà đón nhận cười khôi, đúng không ạ? Dạ, bạn phải cho đi rộng lượng. Cho đi cả những cái lúc mà bạn không có. Thì cái ý nghĩa cho đi nó càng nhiều hơn. Cho nên đây là cái giai đoạn mà bạn cho đi rất là tốt. Vì mọi người đang rất là thiếu thốn và bạn cho đi rất là tốt. Nhưng mà cái cho đi nó rất là dễ bị cái bẫy nha các bạn. Rất là nhiều doanh nghiệp, có rất là nhiều tổ chức đi làm từ thiện rồi bị tai nạn và chết hết trên xe, hoặc là bị cái tai nạn rất là nhiều người trên xe, có không ạ? Mình có nghe nói nhiều này không? Dạ. Yeah. Đúng không ạ? Hoặc là có rất là nhiều người từ thiện, bây giờ chúng ta đang nghe thấy trên cái mạng rất là nhiều đó. Đó, làm từ thiện rồi bây giờ là bị kiện tụng rồi tất tần tật. Ủa tại sao làm việc tốt mà bây giờ bị vậy? Bởi vì trong cái lúc mà chúng ta làm cái gieo cái hạt hào phóng đó, nhưng cái tâm của chúng ta không hào phóng. Chúng ta cho đi nhưng mà chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta là cao cao tại thượng, chúng ta cho đi. Chúng ta thảy qua đó, bố thí. Chứ không phải là chúng ta trân trọng cái người nhận. Người nhận thực sự người ta ở đó để bạn có một cái mảnh đất, bạn gieo cái hạt hào phóng này mà thôi. Họ có sứ mệnh của họ. Cho nên là cái hạt hào phóng này chúng ta cũng rất là cần phải làm ha. Và ngay cả hạt hào phóng này nữa là gì ạ? À? Nếu mà bạn mình á, mà cùng với mình cùng mà theo một cái khách hàng, cùng theo đuổi một cái khách hàng, bởi vì đôi khi nhiều khi là một cái khách hàng đó cần phải follow nhiều, đặc biệt là bất động sản là lâu nữa, cho nên là cần phải follow theo, thì lúc đó bạn cũng cần phải hào phóng với lại đồng nghiệp của bạn, chứ không phải là trời đất ơi công lao này của mình, cái người này mình đem về tự nhiên không rồi nó hất tay trên của mình, thì bạn lại vi phạm vào cái hạt hào phóng. Hoặc là bạn về bạn biếu tiền cho bố mẹ mà bạn lại còn nói chứ cha mẹ tiết kiệm nha, giai đoạn này là giai đoạn là cực kỳ khó khăn, tiết kiệm nha, thì cha mẹ nhận cái đồng tiền nhưng mà rất là lo và rồi phải xài tằn tiền tiết kiệm, đấy cũng là vi phạm hạt hào phóng. Nó rất là tinh vi các bạn ha, nên là chúng ta cần phải đó. Rồi cái hạt là tôn trọng mối quan hệ, tôn trọng mối quan hệ. Ví dụ như là vợ chồng á, thì cứ nói rằng là ở được đỡ, không ở được thôi đi vậy, đó là bạn không tôn trọng mối quan hệ. Và đặc biệt nhân sự, bạn đi làm ở công ty nào đó hoặc là bạn đang vân vân, bạn đang sinh hoạt trong một cái tổ chức nào đó mà bạn nói tôi không hợp tôi bỏ, mặc dù chưa bỏ, giận lúc giận nói vậy thôi, nhưng đấy cũng là một cái vi phạm trong cái hạt tôn trọng mối quan hệ này, bởi vì nó sẽ gieo
từ các cái suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn nó sẽ gieo dần và cái hạt nó nở ra. À. Nếu như những ai mà vi phạm cái tôn trọng mối quan hệ thì thường các bạn sẽ thấy là các bạn bị phản bội. Các bạn sẽ bị phản bội từ bất kể một cái đối tượng nào đó. À. Thấy là ủa tại sao mình tốt với người ta mà người ta lại không tốt với mình, thì bạn hãy coi lại cái hạt tôn trọng mối quan hệ của bạn. Rồi cái hạt nói sự thật, cái hạt mang mọi người đến với nhau. À, rồi cái hạt nói lời tử tế. À, nãy ở trong cái ô chat mình các bạn cũng nói là nói lời tử tế, đúng không ạ? Đã. Và cái hạt, các bạn biết cái hạt nói sự thật á, nhiều khi nó tinh vi tới mức này nè. Ai đó mời các bạn mua cái gì đó, các bạn nói không có tiền mà trong khi bạn đang có tiền. À, đúng không? Cho nên là khi mà bạn nói bạn không có tiền, cái thời gian sau các bạn nói ừ ha, sao bạn hết tiền thiệt. Bởi vì sao ạ? Là chúng ta đang tập trung vào những cái mà chúng ta không có, chúng ta không muốn. À, cho nên là hãy cẩn trọng với cái ngôn từ mình sử dụng ra. Rồi tiếp theo thì các bạn thấy đó là chúng ta có những cái lời nói có ý nghĩa nè. Chúng ta nói những cái lời có ý nghĩa, có nghĩa là nếu chúng ta nói cái lời gì đó vô nghĩa thì hoàn toàn nó không tốt. Tại vì cái lời có ý nghĩa nó vẫn luôn tốt hơn là lời không có ý nghĩa. Cho nên thay vì gieo cái hạt không có ý nghĩa thì nó sẽ nở ra toàn những cái vô nghĩa đối với bạn. Nhưng nếu như bạn gieo những cái hạt có ý nghĩa tốt lành thì nó sẽ nở ra với bạn. Cho nên ngay cả đối với khách hàng của mình cũng vậy. Có thể là khi mình chia sẻ một cái dự án mà người ta chưa có chấp nhận ngay, người ta chưa có chào đón ngay, thì cũng đừng vội cho rằng là người ta là cái người thế này thế kia là phán xét họ, mà hãy quay trở lại để xem là tôi đã gieo cái hạt gì mà tôi bị từ chối ta, và tôi bị từ chối có thể là do tôi chưa thấu hiểu người này không, tôi chưa nói lên đúng cái nhu cầu thật sự của người này. Bởi vì đã là dân đầu tư đó, người ta không có muốn tiền của người ta nằm ở nhà đâu ạ, hay nằm ở trong ngân hàng đâu ạ. Đồng tiền là nó cũng phải tuôn theo dòng chảy, đúng không ạ? Cho nên nó mới gọi là cash flow. Cái sức mạnh của cash flow nó cao hơn rất là nhiều so với cái nó nằm ở trong tài khoản im lìm của bạn và nó không có hoạt động. Thì ý nghĩa tài chính thì tôi tin chắc là các bạn đã nắm rõ rồi. Nó chỉ có thể là sinh sôi nảy nở khi nó là dòng tiền thôi. Cho nên nó phải có giao dịch trong đó. Rồi. Và chúng ta phải hoan hỷ với thành công của người khác. Cho nên nếu như ai đó đang thành công, đồng nghiệp của mình đang chốt được rất là nhiều hợp đồng và chúc mừng cho họ và vui thật sự, chứ không phải miệng mà ôi chúc mừng nha, nhưng mà trong bụng nói sao kỳ quá ta, sao nhỏ đó nó hơn ta, tôi sao xui quá vậy ta. Thì cái đấy nó không phải là hoan hỷ thật sự ạ. Cho nên là cái điều đó nó sẽ chỉ kích hoạt những cái điều không có may mắn đến với mình. Mình sẽ là một cái thỏi nam châm mà mình hút toàn bộ những cái điều trục trặc tới với mình thôi. Cho nên cẩn trọng với tất cả những cái hạt mình gieo. Và cái hạt đồng cảm, mình đồng cảm với người khác. Đồng cảm khác với cái chuyện là các bạn dính mắc vào đó. Ví dụ như hồi nãy bạn Hoa chia sẻ là tài chính của em vẫn ổn, nhưng mà em nhìn thấy người khác thì em đau lòng. Bạn nên đồng cảm hơn là đau lòng. Đồng cảm, mình hiểu được cái hoàn cảnh cảnh của người ta như vậy, người ta lo lắng, người ta không có bình an, người ta rất là lo lắng, người ta đau đớn, người ta thế này, người ta hoảng sợ vân vân. Mình đồng cảm bởi vì cái đồng cảm đó nó sẽ khiến cho bạn đi tìm cái giải pháp nào đó cho người ta bình an hơn. Còn nếu như bạn bị dính mắc vào đó, bạn đau lòng, nó sẽ chỉ khiến cho cái năng lượng của bạn tụt dần đi mà thôi. Đó là cái lý do mà tại sao á có những cái người đi làm từ thiện lại chiêu cảm những cái hoàn cảnh khổ đó và khiến họ đau lòng, khiến cho họ bị gợi dậy tất cả những cái ký ức bất hạnh để họ dẫn đến những cái kết quả không như mong muốn. Mà trong Phật giáo thì gọi là cộng nghiệp. Bởi vì bất kể trong chúng ta đều có, chúng ta ở đây nè, cho dù là bạn đang rất là giàu có hạnh phúc hay là bạn đang rất là chật vật trong cuộc sống, thì bạn đều có những ký ức không vui.
Và tí nữa chúng ta sẽ nói về ký ức và hứng khởi. Và nếu như cái ký ức mà nó không vui đó, đó thì nó có một cái sức mạnh rất là mạnh, nó kéo bạn gục ngã. Và vì vậy thì hãy cẩn thận với cái việc làm hạt đồng cảm. Cho nên chúng ta rất nên đồng cảm ha. Chúng ta rất nên đồng cảm, nhưng mà chúng ta không có nên thương cảm và đau lòng, đau xót. Chúng ta đồng cảm để chúng ta giữ nguyên cái năng lượng mà giúp họ bước từ trong cái vũng lầy đó để họ có thể thoát ra bên ngoài. À, thì đó, nó mới là cái ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Và cái hạt cuối cùng đó là hạt thế giới quan đúng đắn. Hạt thế giới quan đúng đắn vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng, đúng không? Vậy thì có những cái thế giới quan nào mà không đúng đắn? Ví dụ, các bạn thấy COVID-19 ở trên mạng kêu gào lên và có những người họ oán trách chính phủ. Có những người họ oán trách cái y bác sĩ trong bệnh viện là không chăm lo gì hết. Trời ơi, cách ly tụi tôi coi nè, quay video clip đưa lên. Đấy là thế giới quan không đúng đắn. Vì bạn đang phạm vào một cái hạt gọi là vô ơn. Y bác sĩ đang cứu giúp cho bạn, nhưng bạn trách cứ họ là bạn vô ơn. Chính phủ, cho dù họ có thể có những cái yếu kém nào đó, nhưng họ cũng đang cưu mang bạn. Vì vậy ca tháng thể hiện cho một cái sự vô ơn. Và tôi vừa mới chia sẻ với các bạn đó về 10 cái hạt giống thiện nghiệp. Trong cái thời gian nó không đủ để có thể chia sẻ sâu, tôi có một cái chương trình về 10 hạt giống thiện nghiệp. Nó sâu hơn và giúp các bạn có thể có được những bước cụ thể để nhận ra hạt giống của mình, thanh tẩy cái hạt giống xấu và gieo trồng những cái hạt giống tốt. Và thông thường hầu hết tất cả những cái bạn tham gia, họ đều nhận được cái kết quả rất là cụ thể và rất là đáng mừng, đặc biệt là về tài chính, đặc biệt là về tài chính, bởi vì nó có con số cho nên họ nhìn thấy ngay. À, vì trong những cái chương trình như thế tôi cũng yêu cầu là các bạn thực hành và các bạn đặt mục tiêu trong một tuần thôi. Các bạn thực hành rồi sau đó các bạn thấy cái số tiền nó quay về với các bạn. Đương nhiên ha, nó sẽ không phải là cái số tiền lớn đâu, nhưng để cho các bạn biết là bạn bắt đầu gieo một cái hạt giống là bạn tập luyện. Và khi bạn cứ tập luyện tạo cho cái phần vô thức bên trong của bạn. Và phần vô thức bên trong của bạn kết nối với cái vũ trụ tạo thành một cái sức mạnh siêu nhiên để bạn đạt được cái mục tiêu mà bạn mong muốn. À, lúc đầu khi dùng đến hai từ siêu nhiên, bởi vì trong rất là nhiều sách, các bạn thấy ví dụ như là không giới hạn của Zovatali đó, hay là trở về không của ông, và những cái đầu sách khác. Tôi nhớ rằng trong thư viện của Camly Group cực kỳ có rất là nhiều cuốn sách tuyệt vời. Thế thì các bạn cần phải đọc sách các bạn. Các bạn cần phải đọc sách. Và khi đọc sách đó, và các bạn cần phải có cùng đi với nhau, đừng có đọc một mình. Đừng có đọc một mình nha, cùng đi với nhau, lập chương trình cụ thể hẳn hỏi ra. Và các bạn biết rằng với các bạn, có những bạn thì bị đau chỗ này. Thực hành tất cả những cái phương pháp mà các cái bậc guru, tác giả của những cuốn sách tuyệt vời đã dạy chúng ta, các bạn hết đau. Thậm chí là những cái mối quan hệ mẹ con, vợ chồng vân vân, các bạn cũng thấy có chuyển biến. Và đặc biệt cái mà nhanh nhất đó các bạn, đó là tài chính. Đặc biệt nhanh nhất là tài chính. Tại vì khi tài chính các bạn sẽ phải hào phóng. Mà bạn hào phóng thì tự động nó vô. Cái mà gieo hạt nhanh nhất đó là gieo hạt hào phóng. À, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải biết cách gieo ha, và biết cách tẩy ra. Tại vì nếu bạn không tẩy hạt cũ thì không cách gì hạt mới nó nảy ra nhanh. Vì cái mảnh đất của bạn á, nó vướng rất là nhiều cỏ dại. Và trong cái phạm vi của cái thời gian ngày hôm nay thì tôi chỉ chia sẻ với các bạn đến cái 10 hạt giống thiện nghiệp mà thôi. Chung chung như vậy ha. Rồi ok. Và ok, rồi. Bây giờ đến một cái ý cực kỳ hay các bạn. Đó là con người ta đã luôn luôn có hai cách sống, hoặc là bạn sống bằng ký ức, giống như nãy tôi vừa mới chia sẻ với bạn. Hoặc là bạn sống bằng cái hứng khởi. Thế thì bạn nhìn vào cái con sóng nè,
các bạn sẽ thấy con sóng nó xoáy lên, đúng không ạ? Nếu bạn sống bằng ký ức thì cái con sóng này nè, nó sẽ vùi bạn xuống dưới lòng đại dương. Nhưng nếu bạn sống bằng hứng khởi thì bạn sẽ là những cái bọt nước này nè, trắng xóa này nè, nhẹ tân này nè, tung bạn lên. Cuộc đời của bạn sẽ thăng hoa và tung lên như thế. Đấy là cách bạn sống bằng hứng khởi. Bạn có biết rằng là ai trong chúng ta đang ngồi đây sống bằng hứng khởi? Cô ấy là hiện thân của cái mô hình sống bằng hứng khởi. Dạ, đúng rồi. Đó chính là chị Cam Ly. Tôi và chị Cam Ly cũng biết nhau cũng khá nhiều năm khi chúng tôi cùng học với nhau. Và không phải là chị Cam Ly may mắn hơn các bạn là chị Cam Ly là cứ là đường đi nó cứ trơn phẳng đâu. Chị Cam Ly cũng có rất là nhiều những cái thách thức các bạn. Nhưng không phải là vì những cái thách thức đó mà nó có thể nhấn chìm được. Mà chị ấy luôn sống bằng hứng khởi. Chị ấy luôn hướng đến một cái tương lai rất là tốt đẹp mà chị ấy mong muốn đến và dẫn theo nhiều người đến. Đấy chính là động lực trong cuộc sống. Không có sống vì bản thân. Tại vì nếu sống vì bản thân, tôi nghĩ đó, tài sản của gia đình chị đủ để cho gia đình chị sống đến mấy đời. Phải không? Nhưng chị vẫn ngày đêm làm việc. Có những cái buổi tôi rất là phục chị luôn á, là có khi tôi với chị phải gọi nhau vào ban ngày thì của chị là ban đêm. Ồ, sau đó tôi giật mình và sau đó thì tôi cũng có thể có được một cái giờ để tương đối là không quá khuya và cũng không quá sớm. Nhưng mà sau đó tôi còn nghe được ở các bạn ở trong Cam Ly Group, các bạn chia sẻ với tôi là chị làm như siêu nhân, năng lượng vẫn luôn ào ào bởi vì chị ấy sống bằng hứng khởi. Tất cả những cái nguồn cảm hứng về một cái tương lai tốt đẹp mà chị ấy đã chọn, đã xác định, đã thiết kế ra để dẫn dắt mọi người cùng đến đó, nó khiến cho chị vượt qua cho dù bão tố, càng bão tố bao nhiêu càng là cái cơ hội để chị thăng hoa bấy nhiêu và càng giúp cho Cam Ly Group thăng hoa và phát triển. Cho nên á, với những cái giá trị cao như thế này đó, thì các bạn thấy đó cũng chính là cái lý do tại sao lúc trước đây á, tôi vào trong GIA tôi thấy đông lắm luôn á, sao bây giờ đó là lại ít người như vậy. Các bạn ơi, phúc đức, và chỉ có những ai phúc đức mới có thể đi theo cái ngọn sóng này ở trên cao, còn nếu không bị vùi xuống dưới lòng đại dương. Cho nên biết ơn ngày hôm nay chúng ta đang có mặt với nhau ở đây để chúng ta biết rằng hãy sống bằng hứng khởi. Hãy sống bằng hứng khởi. Và chính cái miền đất đó, miền đất mà chị Cam Ly đặt ra đó, vẽ ra cho chúng ta đó, là một nơi xứng đáng để tới. Và tôi rất là thích khi mà chị chia sẻ rằng là chị muốn cho tất cả những cái người dân, không chỉ là người dân Việt Nam, mà tất cả những cái người dân trên toàn cầu, họ có thể tự do đi lại, tự do sống, học tập và kinh doanh trên toàn cầu như là không có một cái biên giới nào. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái nguyện rất lớn. Và nhờ cái nguyện lớn đó, cái động lực lớn đó, nó đã cho chị cái nguồn lực để mà chị vượt qua mọi cái thách thức. Và chị thu hút được những người có tài và có tâm cùng giá trị. Chỉ có cùng giá trị mới đi với nhau được thôi ạ. À, chúng ta thấy vợ chồng đúng không ạ? Tại sao vợ chồng sống đến răng long đầu bạc? Đâu có giải thích được. Nhưng mà quay qua là gì ạ? Cùng giá trị. Nếu khác giá trị, đến với nhau có thể thu hút bởi một vài điểm nào đó, nhưng sẽ sớm chia tay. Cho nên, để dẫn đến tương lai, chúng ta cần theo cái dòng chảy đó, flow to future. Ở đâu mà có dòng chảy thì ở đó có năng lượng. Cho nên càng bão táp, càng khó khăn, càng phải theo dòng chảy, đừng có chống lại với dòng chảy và đừng có đứng yên. Đừng có đứng yên, vì bạn đứng yên sóng sẽ xô bạn té. Ai mà học lặng đó thì sẽ biết đúng không ạ? Khi mà cơn sóng tới thì bạn phải theo cái con sóng đó, còn bạn cố chống lại con sóng đó là nó vỗ vào là bị chấn thương ở ngực ngay, không thở được,
Cho nên bạn phải theo con sóng, theo cái dòng chảy. Tôi tin Camly Group đang thuận theo dòng chảy của toàn cầu. Và vì thế chúng ta hãy cùng nắm tay nhau để mà cùng dòng chảy này đến tương lai, hãy kết bè để đến đích cùng nhau. Và cái ý cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn, khi đã kết nối với thiên nhiên, để chúng ta có được một cái sức mạnh siêu nhiên, làm thế nào một cái người phụ nữ như chị Cam Ly có thể làm được một cái chuyện lớn như thế? Những cái đối tác của chị là những cái nhân vật rất là vĩ đại, không hề tầm thường, không hề nhỏ một tí nào ở Mỹ. Những cái dự án như thế, tôi tin rằng, và tôi cũng nhìn thấy chị ấy đã biết đến phép tính của vũ trụ. Và trong những năm tôi biết chị ấy thì chị ấy luôn làm cái điều này. Đây là công thức phép tính của vũ trụ. Bắt đầu là bạn phải chia trước. Chia là gì? Là san sẻ ra. Bạn cho đi, rồi bạn tích lũy nhiều cái việc cho đi đó, tích lũy nhiều cái thiện nghiệp đó, 10 hạt giống thiện nghiệp ấy, tích lũy càng nhiều vào. Và bởi vì chúng ta là người người phàm, người trần mắt thịt, cho nên đôi khi chúng ta cũng vô tình hay là hữu ý chúng ta phạm phải những cái hạt xấu, thì đã có thì phải trả, đúng không ạ? Cho nên chúng ta trừ nó ra. Vậy thì hạt tốt nè, chia ra là hạt tốt, đúng không? Tích lũy nhiều cái thiện nghiệp là chúng ta trừ mấy cái hạt xấu đi, rồi nguyên cái cụm đó đó chúng ta mới nhân lên, thì nó mới ra được cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Có rất là nhiều người khi vừa tham gia vào bất kể một hoạt động nào đó, kể cả những cái chương trình phát triển bản thân, sau đó một cái thời gian cực ngắn và người ta chưa đủ chia, chưa đủ cộng, chưa đủ trừ, chưa đủ nhân lên, mà người ta đã hỏi kết quả đâu, ủa sao không thấy kết quả. Cho nên chúng ta sống cái vòng trời này là vòng trời nhân quả. Cái vế bên trái nó như thế nào thì cái vế bên phải nó như thế đấy. Ngược lại, chúng ta nhìn thấy vế bên phải có nghĩa là những cái kết quả hiện tại mà chúng ta đang có, thì chúng ta đã biết là vế bên trái của chúng ta như thế nào. Vậy thì quá dễ, khi chúng ta đã biết phép tính rồi, vậy thì chúng ta muốn sửa cái kết quả này như chúng ta mong muốn thì chúng ta quay lại vế bên trái để sửa. Và chia làm sao cho đúng, cộng làm sao cho đúng, trừ đi làm sao cho đúng, và nhân lên. À, tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn ở một cái duyên nào đó mà chúng ta có hữu duyên gặp nhau. Đó là những gì mà tôi chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay với các bạn. Thì không biết rằng các bạn có câu hỏi gì đặt ra cho tôi không ạ? Nội dung hôm nay quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Thay mặt cho tất cả các anh chị em ở đây thì cảm ơn cô Lê Anh rất là nhiều. Anh chị nào chúng ta đã cảm thấy là mình có những cái bài học cho chính bản thân mình thì anh chị có thể comment vào trong khung chat, đúng không ạ? Để chúng ta có thể cùng giống như là một lời cảm ơn gửi đến cô Lê Anh. Và nếu anh chị nào có câu hỏi, chúng ta có thể gõ vào khung chat hoặc là các anh chị có thể dùng icon giơ tay thì bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ cho mình mở mic để trao đổi các anh chị nhé. Quá tuyệt vời luôn cô Lê Anh ơi, quá tuyệt vời Tracy ngày hôm nay, sau một thời gian rất là thử thách như vậy, và ngày hôm nay rất là đủ duyên để mời được cô Lê Anh tham gia chương trình cho cái buổi này dành cho GIA. Và những cái điều cô chia sẻ cho tất cả mọi người như wake up lại, đánh thức lại những cái bài học mà chúng ta có thể trước đó chúng ta đã được học, nhưng mà vô tình vì một cái thời gian như vậy và chúng ta đã lỡ quên đi, và rất nhiều những cái kiến thức mới mà cả bản thân Tracy cũng đang được học lại rất là nhiều, nhất là cái phép tính của vũ trụ, cái phép tính mà quá tuyệt vời để cho mọi người, để chúng ta ra được một cái kết quả, và Tracy học được cái sự tích lũy phúc đức. Tất cả những cái sự việc xảy ra chúng ta sẽ phải tự chịu trách nhiệm, chúng ta thoát khỏi cái mô hình là người nạn nhân, và chúng ta tự chịu trách nhiệm, chúng ta không đổ lỗi cho ai hết, và chúng ta hãy yêu thương, có trí tuệ, biết ơn, có trí tuệ, và chúng ta luôn có một cái tinh thần giúp đỡ
cho mọi người để chúng ta ở đây chị suy nghĩ rằng là hạt gieo hạt mối quan hệ đúng không cô, gieo hạt mối quan hệ và gieo cái hạt hào phóng, luôn khen, luôn dành tặng cho mọi người những cái lời khen, những cái lời động viên. Và ngày hôm nay cô Lê Anh đã đến với chương trình GA với những lời chia sẻ, những cái hạt chia sẻ quá hào phóng cho đội ngũ của team GA cũng như đội ngũ in-house của Camry Group. Một lần nữa Tracy đại diện, xin phép là đại diện tất cả mọi người, cảm ơn cô rất là nhiều đã có những cái bài chia sẻ như vậy, và hy vọng rằng là chúng ta cứ mỗi tháng chúng ta lại được mời cô Lê Anh đến tham gia và chia sẻ những chương trình như vậy, được không ạ? Mọi người có được không ạ? Nếu mọi người được, mọi người sẽ yes trên khung chat giúp quá tuyệt vời nha. Yes, yes. Trong khung chat có một câu hỏi của anh Việt Phạm. Dạ, dạ, xin mời. Anh hỏi là nếu muốn nghe cô chia sẻ thêm nữa thì phải làm như thế nào ạ? Đây chắc cũng là câu hỏi của rất là nhiều người. Dạ, yeah, ok. Thứ nhất là mình luôn đồng hành với lại Camly Group khi đủ duyên. Các bạn có thể theo dõi các cái chương trình của Camry Group. Thứ hai là mỗi buổi sáng thì mình có một cái cộng đồng đọc sách. Trong cái cộng đồng đọc sách đó của mình đó thì rất là nhiều bạn thay đổi được cái kết quả của họ. Vì cộng đồng đó không phải chỉ có một mình mình. Có rất là nhiều người có tài. Và kể cả những bạn mà khi bước vào họ là những cái xuất phát điểm của họ rất là thấp, nhưng mà cho đến nay bạn đã thay đổi được cái cuộc sống của bạn thì mình rất là hạnh phúc, và cái tập thể của cái cộng đồng đọc sách của mình cũng rất là hạnh phúc. Mình sẽ làm sao nhỉ, vì sáng nào thì tụi mình cũng gặp nhau ở trên Zoom. Mình gõ cái ID Zoom ở đây nhé. Rồi chỉ thích là vì Lan làm việc cộng đồng cho nên Lan không có thu một cái phí nào hết trơn á, nên là cứ thoải mái ai vô cũng được. Lên đọc thôi nè. Mời cô Lê Anh là cô Lê Anh share là... những cái ví dụ link Zoom nè, link Facebook, hoặc là mọi người cũng có thể tìm kiếm trên Facebook Facebook của cô Lê Anh. Và không phải chỉ có riêng tham gia chương trình GA thì mọi người mới có thể tiếp cận và học những cái chương trình của cô Lê Anh. Và chị sẽ biết rằng là ngay cái thời điểm này nè, trong những cái giai đoạn như thế này nè, thì cô Lê Anh lại cho đi rất là nhiều các cái kiến thức để đồng hành và giúp đỡ mọi người vượt qua và có được thêm những cái tinh thần năng lượng tốt hơn nữa để giúp cho rất là nhiều người qua được những cái thời gian thử thách này, và mọi người còn phát triển hơn nữa. Và cái điều đó là chị sẽ luôn theo dõi Facebook của cô Lê Anh, và mọi người có thể tham gia những cái chương trình học của cô Lê Anh, và cô Lê Anh cũng có những cái chương trình rất là hay cho mọi người. Yes. Team GAA sẽ chia sẻ những cái thông tin của cô Lê Anh vào trong group GAA, thì các bạn có thể vào đó để tham khảo nhé. Đúng rồi ạ. Rất là cảm ơn. Mình còn giờ không ạ? Mình tại vì á là mình dành cái khoảng thời gian này để hỏi đáp. Nếu như các bạn nào ở trong phòng Zoom của chúng ta đó mà có bất kỳ một cái câu hỏi nào thì xin hãy nêu lên, và mình nếu có thể giải đáp được thì mình sẽ giải đáp với các bạn. Vì nếu như các bạn muốn áp dụng cái phép tính của vũ trụ đó với cái công thức đó đó, thì các bạn phải thật sự là cho phép mình cởi mở. Bạn có bất kỳ một cái kết quả nào mà bạn chưa như ý thì mà bạn cũng biết làm sao, thì bạn có thể hoàn toàn có thể chia sẻ để mình có thể giúp bạn. Hoặc là ngay cả nha, tại vì mình luôn rất là cởi mở và rất là sẵn lòng khi bạn có những ý kiến trái chiều. Bởi vì chắc chắn là chúng ta có cùng một quan điểm, nhưng có thể là do cái góc nhìn của chúng ta khác nhau mà thôi. Đó, vì vậy là nếu như có bất kể một cái ý kiến gì đó thì chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ ở đây với nhau các bạn nhé. Xin lỗi, xin phép được ngắt lời cô ạ. Em thấy có một câu hỏi ở đây rất là hay. Cô có thể chia sẻ về cách tẩy hạt cũ, hạt xấu được không ạ? Câu hỏi của bạn Bích Ngọc. Ok, quá hỏi tốt. Rất là hay, cảm ơn bạn. Ok, hạt xấu của các bạn đó, thì nó có 4 bước tẩy hạt. Nhưng để có 4 bước tẩy hạt này thì đầu tiên bạn phải nhận ra hạt xấu đó. Vậy thì cái cách nào để nhận ra hạt xấu? Thì giống như Lan vừa mới nói xong, bạn đang có một cái kết quả nào mà bạn đang không có ưng ý.
nó có một cái vấn đề gì nó nổi cộm lên trong cuộc sống của bạn và bạn đang rất là nhức nhối về nó. Rồi vậy thì bạn phải liệt kê cái này ra trước đã. Từ cái vấn đề nhức nhối này thì bạn mới suy lại là bạn quay trở về quá khứ để bạn tìm hiểu xem bạn đã từng làm gì để bạn có cái quả này. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ quay về cái 10 hạt giống thử nghiệm. Cho nên đó là lý do đó. Đó là lý do mà nếu GIA cảm thấy cần thiết, Lê Anh sẽ làm một cái chương trình về 10 hạt giống thiện nghiệp. Yeah, ok. Để các bạn biết rằng là ví dụ như cái quả này, ví dụ như con không có nghe lời, con chơi game con không học, vậy là có cái quả gì trước mình đã gieo, à có cái hạt gì trước mình đã gieo, đó là hạt gì? Tại vì đôi khi nó rất là tinh vi đến mức chúng ta có thể không nhìn thấy. Và bản chất con người của chúng ta là không nhìn thấy cái lỗi của mình, nên mình không có sửa, chứ sửa là được rồi, đúng không ạ? Nếu sửa là mình có kết quả tốt rồi đó. Hoặc là ví dụ như mình nói là mình có kết quả là tại sao đó mà mình cứ gặp cái đồng nghiệp không có vui, cái sếp trực tiếp của mình khó khăn với mình quá, ở công ty cũ cũng vậy, đến công ty này cũng vậy, vân vân ha. Hay là tại sao mình có nhân viên cấp dưới là hay phản bội mình, vân vân và vân vân. Bạn cần xác định được là với cái quả đó hiện tại thì bạn truy ra là cái hạt mà bạn đã gieo là cái gì và bạn sửa thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Dạ, đó. Cho nên là bạn gì mới hỏi đúng không ạ? Vậy thì sau khi bạn đã xác định cái hạt nào rồi thì bây giờ đến là bốn cái bước tẩy hạt. Bốn bước tẩy hạt là bước đầu tiên cũng là xác định hạt rồi đúng không ạ? Xác định cái hạt mình đã gieo á, hạt định xấu ra rồi. Bước thứ nhất. Bước thứ hai đó là bạn sám hối. Bạn xin lỗi. Xin lỗi, bạn sám hối đúng không ạ? Vậy sám hối với ai? Tùy theo bạn có bất kỳ cái tôn giáo nào. Nếu không có tôn giáo thì ông bà mình cũng được, ông bà đã khuất á, đúng không? Đảm bảo là cái người đó không còn sống để không có nghe cái lỗi của bạn, thì đôi khi bạn sợ, đúng không ạ? Đôi khi bạn sợ thổ lộ khai tội với một người nào đó, thì bạn hãy sám hối với những cái người nào đó, đấng tâm linh của bạn hoặc là cái người bạn tin trong gia đình của bạn, những người đã khuất, bạn xin lỗi. Xin lỗi thì nói bằng miệng cũng được, hoặc là viết một bức thư xin lỗi đều được. Rồi, đó là bước thứ hai, được chưa? Bước thứ ba là bạn hứa, là bạn cam kết bạn không có lặp lại cái lỗi đó nữa. Tại vì bạn xin lỗi xong mà bạn vẫn lặp lại thì cũng như không à, đúng không ạ? Đôi khi nó còn nặng hơn á. À, đúng không ạ? Biết luật mà phạm luật là còn nặng hơn, đúng không ạ? Đấy, cho nên rằng là bước thứ ba là không có phạm lỗi nữa. Hứa cam kết. Thì cái này mới là khó nè. Cái bước hứa cam kết này khó lắm. Là tại vì ví dụ như hứa cam kết là không có la con nữa. Nhưng mà hồi mà nó quậy quá, hoặc là nó chơi game hay cái gì bắt đầu, hoặc là nhận được thư cô giáo rồi nổi sùng lên là bắt đầu lại la con, là lại phạm cái hạt. Cho nên á, là nó sẽ có cái cách của nó là bạn á, hãy gieo cái hạt của bạn đều đặn bằng cách là con hứa là từ giờ đến sáng sớm mai con không có la con nữa. Đúng rồi, đầu tiên là như vậy đã. Đó, đó là ngủ đêm mà thì đâu có la đó đâu. Đến sáng sớm ngày mai, đúng không? Rồi, sáng sớm ngày mai lại hứa là gì? Còn hứa là từ giờ đến trưa con không la nó nữa. Đã, và cứ như thế. Và tại sao gọi là gieo hạt? Thì khi mà bạn cứ gieo hạt đều đặn, có nghĩa rằng bạn đang tập cho mình một cái thói quen tốt. Và quyển sách 7 thói quen hiệu quả chắc chắn là các bạn đã có đọc rồi, đúng không ạ? Tại vì nó có trong tủ sách đấy ạ. Nó có trong tủ sách của Camry Group, tôi đã nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Chia nhỏ mà gieo, chính xác luôn Kim Anh. Đó, chia nhỏ mà gieo để mình không phạm lại một cái hạt nữa là không giữ lời. Đúng không ạ? Đó, rồi như thế, cứ như thế từ từ như thế. Đó là mình cam kết. Và cái bước thứ tư các bạn, bước thứ tư là bạn phải gieo hạt mới. Bước thứ tư là bạn gieo hạt mới. Tôi nói ví dụ với các bạn như thế này. Có một người đến gặp tôi và nói chứ, cô ơi, em không thoát khỏi cái nghèo túng. Sao mà đó, em đi làm cực khổ, rồi á là leo lên từ cái bậc nhỏ nhất, rồi leo lên đến bậc cao nhất, xong rồi cuối cùng, không phải là bậc cao, leo lên đến cái bậc cao rồi cuối cùng là cũng bị ra đi vô một cái công ty khác, là bắt đầu từ nhỏ rồi leo lên xong lại ra đi, cứ như vậy đó. Và bao nhiêu năm đi làm như vậy cho tới bây giờ vẫn không sắm được cái nhà cho mình, thì cái quả là từ đâu? Từ đó, thứ nhất, khi mà bạn gặp cái về tài chính, chắc chắn là bạn bị cái quả về hào phóng. Thế thì bạn cái quả về hào phóng, ví dụ như bạn trộm cắp cũng là quả về hào phóng. Tôi nói chắc chắn em không trộm cắp rồi, ok tôi cũng nghĩ như vậy,
ha. Nhưng nó còn tinh vi như thế này nè. Các bạn biết là ở trong văn phòng của mình đó, mình có máy photocopy đúng không ạ? Bạn có bao giờ dùng cái máy photocopy và cái giấy, cái mực của công ty để mà bạn photo, bạn in cái giấy tờ của riêng bạn không? Cái đấy nó cũng có. Rồi đôi khi có những cái chị mà tạp vụ á, là chị nói chứ ồ, thấy công ty có nhiều cái giấy vệ sinh ở trong toilet, em lấy đỡ một cuộn về nhà tại em chưa kịp mua. Đấy cũng vi phạm các bạn. Đôi khi nó rất là nhỏ nhặt. Hoặc thậm chí các bạn biết đi ăn ở nhà hàng đó, thì họ xong rồi họ có tâm đúng không ạ? Nhưng mà bạn nhân tiện, bạn bốc luôn một bó tâm để một lát hồi bạn đi làm đến chiều bạn dùng nữa. Rồi công ty có ai dùng cái này mình hay phạm đó, là tôi ngày xưa cũng dùng cũng bị phạm nè. Đi nhà hàng xong bốc nguyên nhúm tâm hoặc là nguyên nhúm giấy để lát hồi mình dùng. Có mà có ai phạm vậy không ạ? Đúng rồi, đúng không ạ? Cho nên rằng là những cái hạt đó nó nhỏ nhưng nó sẽ nở lên cây to. Nó sẽ nở lên cây to. Cho nên là bất kể đến lúc đó thì chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta tìm ra được cái hạt của chúng ta là gì và chúng ta thành tẩy. Đó. Và bốn cái bước thanh tẩy hạt nó là như vậy. Tôi nhắc lại ha. Đầu tiên là xác định hạt. Thứ hai là sám hối. Sám hối là xin lỗi đó. Đúng không ạ? Và bước thứ ba là cam kết không có tái phạm. Bước thứ tư là gieo cái hạt mới tốt cho cái hạt xấu đó. Thì bao giờ nó cũng có cái sự đối lập mà. Đúng không ạ? Ok. Dạ. Cảm ơn cô Lê Anh rất là nhiều ạ. Chúng ta có rất là nhiều câu hỏi ở đây nhưng mà chắc là phải hẹn cô Lê Anh vào một dịp gần nhất để chúng ta sẽ có những cái chủ đề hay hơn, ví dụ như là cụ thể về 10 cái hạt mà cô đã nói lúc nãy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải có thời gian để đến với những phần quan trọng tiếp theo. Em cảm ơn cô Lê Anh rất là nhiều ạ. Mọi người có đang nghe âm thanh của Tâm rõ không ạ? Nội dung hôm nay rất là hay, thật sự rất là hay. Cảm ơn cô và Tâm. Tâm là một trong những người rất là háo hức để chờ xem cái buổi tiếp theo của cô Lan. Và quay lại với chương trình thì các anh chị thân mến, như cô Lan có nói lúc nãy, những cái bước mà để chúng ta có những cái bình an cũng như là những cái thành công trong cuộc sống, nó là cái mục tiêu lâu dài của chúng ta. Và để mà cái hành trình mà chúng ta bắt đầu thì chắc chắn là hành trình vạn dặm nào chúng ta cũng phải bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé đúng không ạ? Và ở đây cũng vậy, thì hôm nay chúng ta ở đây để chúc mừng cho rất nhiều anh chị, 35 anh chị GIA vừa hoàn thành khóa học và trở thành GIA 1 sao, cũng như là chúng ta sẽ cùng chứng kiến cái thời khắc mà các anh chị sẽ nhận được chứng nhận tham gia các buổi đào tạo của dự án Catherine 2. Đây là một điều mà rất là vui mừng cho các anh chị. Và đây chỉ mới là những bước chân đầu tiên của các anh chị khi chúng ta tham gia cùng với Camly Group. Thì Tâm tin rằng nếu chúng ta đi cùng nhau như thế này thì chúng ta sẽ đi được rất là xa. Và để bắt đầu cho nghi thức trao chứng nhận và chúc mừng này thì Tâm muốn được mời Tracy Hứa là giám đốc kinh doanh đồng thời là co-founder của tập đoàn Camly Group sẽ có vài lời muốn gửi đến các anh chị GIA chúng ta. Và xin mời Tracy. Cảm ơn cô Lê Anh rất là nhiều đã tham gia cái buổi ngày hôm nay, và đặc biệt rằng là ngày hôm nay lại là cái ngày mà chúng ta sẽ tất cả những GIA đã có một cái thời gian đồng hành và đã có những cái bài học, bài test và có những cái bài thu hoạch rất là tuyệt vời ở trên cộng đồng GIA Camry Group. Và đặc biệt là có những bạn có những cái bài thu hoạch cực kỳ là tâm đắc và rất là hay luôn. Và mọi người có biết không ạ, mỗi lần Tracy hoặc là đại diện bất kỳ một thành viên nào trong tập đoàn Camry Group đọc những cái bài chia sẻ thu hoạch dạy của các bạn, cảm thấy rằng là mình giúp được cho các bạn học ra được những cái điều mới hoặc là những cái kiến thức mới. Và đặc biệt đó, mọi người có thấy rằng là cái bài học Ikigai của cô Lê Anh trong chương trình GA của mình không ạ? Cái bài học đó, Jessie đã gặp rất nhiều bạn GA sau khi học chương trình đó xong. Có bạn thì ngay lúc đó học tìm ra ngay Ikigai của mình, nhưng có bạn thì cũng phải đôi khi thích quá lại phải học lại, xem lại và từ từ từng bước một tìm ra Ikigai của mình. Và tìm ra được Ikigai của mình là một cái điều rất là tuyệt vời trong cái cuộc đời này, để cho mình biết rằng là chúng ta đã làm đúng và cái con đường chúng ta chọn là những cái con đường tuyệt vời để dẫn cho chúng ta có những cái kết quả tốt. Và đó là lý do tại sao mà Tracy nói rằng là có rất là nhiều bạn học chương trình GA không bổ ngang thì cũng bổ dọc, vừa học về tư duy, vừa học về kiến thức và vừa có thể được Camry Group chia sẻ toàn bộ tất cả những cái kinh nghiệm mà Camry Group đã làm việc trong 10
hơn 10 năm qua trong chương trình đầu tư bất động sản Mỹ và cả chương trình đầu tư bất động sản Mỹ để định cư. Thì có bao nhiêu là Camry Group share hết, gieo hết cái hạt đó cho mọi người để giúp gì ạ? Ở đây giống như cô Lê Anh chia sẻ, để giúp cho mọi người, đây là cái sự yêu thương rất là trí tuệ, giúp cho mọi người có thêm kiến thức, có thêm thông tin, có thêm kỹ năng để mọi người có thể thành công hơn nữa, hoặc là có thêm những cái nguồn sản phẩm, có thêm những cái nguồn thu nhập đến từ những cái mô hình này. Và đó cũng chính là cái sứ mệnh cũng như là những cái giá trị mà Camry Group đang muốn đồng hành cùng với tất cả các anh chị đã tham gia chương trình EA và đang tham gia chương trình EA và sẽ sắp sửa tham gia chương trình GIA nữa. Và đặc biệt trong cái thời gian này, thì chị tin chắc rằng là những anh chị nào đã học chương trình rồi và thấy được chương trình có những cái giá trị thì mình cũng có thể chia sẻ cho những anh chị nào đang có những cái thử thách trong cuộc sống. Như chị gì cũng biết rằng là rất là may mắn, chị gì rằng là chị gì hiện nay thì đang ở Mỹ, và chị gì tuy nhiên chị gì cũng hướng về mọi người ở tại Việt Nam, và chị gì cũng nghe được rất nhiều các câu chuyện xung quanh đó, và chị gì cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện giống như mình đồng cảm với cô Lan chia sẻ, là mình đồng cảm, mình thấy được rất nhiều doanh nghiệp đã phải close, rất nhiều người đã không còn công ăn việc làm ổn định như trước nữa, rất nhiều gia đình rơi vào những thời gian rất là thử thách. Và hiện nay mọi người cũng thấy rằng là với chương trình GA, một khi mọi người đã nhận chứng nhận thì mọi người đã là một thành viên của Camry Group, thì Camry Group luôn có những cái chương trình online như vậy, như mời được cô Lê Anh nè và mời được những diễn giả để về hỗ trợ cho GA, không chỉ về kiến thức chuyên môn đâu ạ, và cả về tinh thần và cả luôn về những cái kiến thức về tư duy trong cái thời đại mới. Như vậy thì ngày hôm nay chị dì vô cùng hào hứng và vô cùng happy và cũng rất là biết ơn tất cả các bạn GA nào đã học xong chương trình và ngày hôm nay được trao chứng nhận GA Bronzer, vì các bạn xứng đáng được điều đó, và chị dì cũng rất công ty Chi dì và Camry Group cực kỳ là biết ơn các bạn cũng đã dành thời gian để đồng hành cùng với Camry Group. Và ngày hôm nay thì chị dì xin phép là đại diện để có thể bắt đầu đọc tên, nêu tên những anh chị nào đã hoàn thành chương trình GA và đã nhận được cái chứng nhận ngày hôm nay ạ. Chúng ta sẽ hứa hẹn một cái buổi offline cùng với nhau đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tổ chức online trước đúng không ạ? Xin lỗi Tracy, tâm xin phép được ngắt lời một chút xíu ạ. Trước khi mình đến tới với cái phần trao giải thì sẽ có anh Trương Nguyễn. Anh Trương Nguyễn, đại diện ở bên phía GIA, sẽ muốn có một vài lời để chia sẻ với cô Lê Anh cũng như là với tất cả các anh chị ngày hôm nay thì... Yes, cảm ơn. Em xin phép được mời anh Trương ạ. Dạ, cảm ơn Minh Tâm rất là nhiều. Wow, chào cô Lê Anh và chào tất cả cả nhà GIA ạ. Rất là cảm ơn và cảm ơn cô Lê Anh rất là nhiều, bởi vì hồi nãy giờ trong suốt cái buổi chia sẻ của cô Lê Anh á, Trương ngồi lắng nghe rất là chăm chú, và Trương thấy cái buổi chia sẻ rất hay và rất ý nghĩa, và Trương thấy có những cái ý mà sẽ giúp được cho các bạn GA hiện tại đã tháo gỡ những cái nút thắt để có thể sẽ tiến xa và thành công một cách nó rực rỡ hơn trong tương lai. Và chính xác là những cái vấn đề của anh cô Lê Anh nêu ra đó chính là những cái khúc mắc trong cái sự phát triển của một con người, hoặc là về mặt tri thức. Chủ đề rất hay, và một lần nữa chương xin thay mặt đội ngũ GA in-house cũng như toàn thể cộng đồng GA chân thành cảm ơn cô Lê Anh, và cũng rất mong được cùng cô Lê Anh chúng ta sẽ gieo nhiều cái hạt giống hơn nữa, để một ngày gần đây trong tương lai Việt Nam sẽ có cả một khu rừng GA với những cái con người mang những cái tư duy tích cực và những cái con người thành công vượt bậc. Rất là cảm ơn cô Lê Anh. Yes. Xin hết ạ. Cảm ơn cô Lê Anh và cảm ơn anh Trương ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần nghi thức trao bằng đúng không Tracy? Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Và Tracy xin phép được bắt đầu ghi nhận những anh chị đã chính thức trở thành là những GA Investment Ambassador Bronzer cùng với lại Camry Group ạ. Chúc mừng Mr. Dương Tường Linh ạ. Chúc
mừng anh Nguyễn Trọng Vũ ạ. Rất là tuyệt vời, chúc mừng anh. Chúc mừng anh Bùi Đức Khuê ạ. Xin chúc mừng chị Cao Thị Hoài. Wow, chị Hoài rất là xinh đẹp luôn ạ. Chúc mừng bạn Đặng Nguyên Đức ạ. Chúc mừng Mr. Đặng Trung Thắng. Chúc mừng chị Dương Thị Thu Hà. Wow, một chị nhìn rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Một bức hình rất là tuyệt vời luôn ạ. Chúc mừng chị Hoàng Thu Trang. Những anh chị nào ngày hôm nay chúng ta có tham dự Zoom và được đọc tên nhận giấy chứng nhận thì chúng ta cùng chúc mừng nhau đúng không ạ? Tất cả chúng ta trong Zoom sẽ cùng chúc mừng nhau, chúng ta gieo hạt đi ạ. Chúng ta gieo hạt hào phóng đúng không ạ? Chúc mừng anh Huỳnh Ngọc Huy ạ. Wow, chúc mừng chị Lâm Thị Kim Chi. Chúc mừng bạn Miss Lê Mỹ Lộc. À, đây là một GA ở tại Mỹ nha mọi người. Lê Mỹ Lộc là một trong những GA ngay tại Mỹ và sắp tới Mỹ Lộc cũng sẽ tham gia cùng với tập đoàn Camry Group để cùng phát triển ở ngay tại thị trường Mỹ, đúng không ạ? Chúc mừng bạn Lê Thành Đạt. Chúc mừng bạn Lê Thị Mộng Trinh. Chúc mừng Miss Lê Thị Ngân Quỳnh. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúc mừng Lê Thị Quỳnh Như ạ. Một cô gái rất là xinh đẹp. Chúc mừng Miss Lê Na Nguyễn. Miss Lê Na Nguyễn là một trong những GA ở ngay tại Canada mọi người ơi. Miss Lê Na Nguyễn cũng rất là thích chương trình GA và hiện nay Miss Lê Na Nguyễn đã hoàn thành và chúc mừng Lê Na Nguyễn đã nhận được cái giấy chứng nhận chính thức của tập đoàn Camry Group ạ. Miss Lương Ngọc Tinh. Wow, một chị nhìn rất là professional. Chúc mừng chị. Miss Lương Ngọc Bảo Châu ạ. Xin chúc mừng bạn Lưu Vũ Phương Anh. Chúc mừng Miss Nguyễn Thị Tiết Trâm. Chúc mừng anh Nguyễn Đăng Vinh Khoa. Wow, một anh chàng rất là nhìn rất là chuyên nghiệp, phong độ và có một tấm hình rất là đẹp đúng không mọi người ạ? Chúc mừng anh Nguyễn Đình Khoa ạ. Chúc mừng Miss Nguyễn Phước Phương Nhi. Chúc mừng Miss Nguyễn Thị Hồng Trâm. Chúc mừng Miss Nguyễn Thủy Tiên. Chúc mừng Miss Phạm Thị Bích Ngọc. Chúc mừng Miss Phạm Thị Lê. Xin được chúc mừng bạn Miss Phan Thị Thanh Tuyền. Chúc mừng Miss Trần Hảo Anh. Chúc mừng Miss Trần Nguyễn Nhã Vi. Wow, một cô gái rất là xinh đẹp với mái tóc dài ạ. Chúc mừng Miss Trần Thị Kim Huyến. Cô gái rất là cá tính. Wow, tất cả những GA của chúng ta rất là xinh đẹp đúng không ạ? Mọi người có thể chat với cùng chat với chị gì rằng là chúng ta có thể xem những cái bức ảnh của những GA và chúng ta đây là những cái cộng sự của chúng ta đang tham gia vào và đây sẽ là những đồng môn của chúng ta và chúng ta hãy cheer up cũng như chúc mừng tất cả những anh chị này đúng không ạ? Chúc mừng Mr. Trần Trung Cường. Chúc mừng Mr. Trần Văn Thọ, đây cũng là một GA ở tại Mỹ và chú Thọ, thật sự ra là chú Thọ, chứ gì phải gọi là chú Thọ thì chú cũng đã rất là lớn tuổi. Tuy nhiên là chú với một cái tinh thần rất là mong muốn được tham gia chương trình GA và cũng muốn cống hiến cũng như là học hỏi thêm những cái tư duy mới để cùng với các cái thế hệ trẻ ngay bây giờ để có thể cùng vẫn luôn giữ được cái năng lượng tươi mới của mình để chúng có thể chia sẻ thêm giúp thêm nhiều GA ngay tại Mỹ nữa. Chúc mừng Mr. Trần Văn Thọ ạ. Chúc mừng Miss Dương Thị Phiến. Wow, tuyệt vời quá ạ. Chúc mừng Miss Võ Đỗ Anh Thư.
Wow, Đỗ Anh Thư cũng là một PA ở tại Mỹ anh chị nha. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Chúc mừng Miss Nhật Cát Tường. Ngày hôm nay chị thì thấy Cát Tường có trên Zoom đúng không ạ? Như vậy là chị thì đã điểm qua tất cả những anh chị đã vượt qua những cái bài test và làm những cái bài thu hoạch rất là tuyệt vời trong thời gian qua và đã nhận được chứng nhận online của GIA. Và chỉ cần sau cái thời gian này thôi mọi người, chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi offline cùng với nhau. Và trong thời gian này thì mọi người biết là cũng chưa có thể nào chuyển phát nhanh những cái bằng chứng nhận cho mọi người. Sau khi mọi thứ trở lại bình thường mới, chúng ta sẽ được nhận những cái bằng chứng nhận này gửi tới tận nhà các anh chị. Và thường là anh chị sẽ nhận thêm những cái món quà rất là nho nhỏ của Camry Group, những món quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa để có thể giúp cho anh chị đồng hành cùng với Camry Group trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì chị xin phép là chuyển mic lại cho anh Trương Nguyễn, để anh Trương Nguyễn có thể đọc những cái chứng nhận trao cho những anh chị nào đã tham gia chương trình của Caterphone và anh chị đã follow up hết tất cả những cái quy trình và đã làm một cái bài test rất là tuyệt vời, rất là giỏi và đã đạt chuẩn để trở thành là những GA được cấp chứng nhận, là những GA có thể cố vấn, tư vấn cho dự án Caterphone 2 mà vừa rồi Camry Group vừa ra mắt. Một lần nữa, Chelsea chúc mừng tất cả những anh chị GA đã nhận được chứng nhận của chúng ta trong một cái thời gian như thế này, một thời gian rất là đặc biệt. Và Chelsea hy vọng rằng là tháng sau chúng ta sẽ còn đón thêm nhiều đồng đội nữa tham gia cùng với tập đoàn Camry Group với chương trình GA. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và bây giờ chuyển mic lại cho anh Trương nha. Chào anh Trương. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Tracy rất là nhiều. Chúc mừng 35 anh chị đã nhận được chứng nhận GIA Bronze trong đợt vừa rồi khóa 8 ạ. Anh Trương ơi, trước khi mà em cùng với Jenny xướng tên những anh chị đã xuất sắc đạt được chứng nhận trong thời gian vừa qua thì anh có muốn chia sẻ gì với các anh chị không ạ? Yes, rất là vui và rất là cảm động khi mà thấy các bạn đã rất là gắn kết với lại cái chương trình GIA của chúng ta. Và các bạn rất là nghiêm túc trong cái công việc kinh doanh. Và cái điều đó là cái niềm vui lớn nhất của cái tập thể GA In-House cũng như là tập đoàn Camry Group của chúng ta. Và Trương mong và các bạn sẽ thành công rực rỡ trong một tương lai rất là gần. Và cũng điều đó cũng là những cái nguồn cảm hứng của đội ngũ cũng như của tập đoàn. Và chúng ta luôn ở đây để giúp các bạn, để hỗ trợ các bạn. Chương chia sẻ những cái lời như vậy thôi. Cảm ơn Tâm nhiều ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Jenny ơi, chúng ta cùng sẽ xướng tên hơn 70 anh chị nhận được chứng nhận trong đợt lần này nhé. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Yes, chị Tâm. Tâm rất là háo hức chờ tới cái thời điểm này các anh chị ạ. Vì đây là đợt đầu tiên các anh chị được nhận chứng nhận của Camly Group từ dự án Caterphone 2. Và chào mừng các anh chị đến với buổi ngày hôm nay để chúc mừng hơn 70 anh chị nhận được chứng nhận. Xin mời. Chúc mừng anh Phan Thành Trung, mã GAA 532. Chúc mừng anh Nguyễn Thanh Hiếu, mã GAA 1708. Xin được chúc mừng Miss Cao Như Ngọc, mã GAA 679. Xin chúc mừng anh ông Thanh Tú, mã GA 931. Và xin được chúc mừng chị Nguyễn Huyền Trang, mã GA 1334. Xin được chúc mừng chị Trần Thị Thanh Trang, mã GA 35197. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Thục Anh, mã GA 1386. Xin được chúc mừng anh Dũng Minh Chỉnh, mã GA 1386. Xin được chúc mừng anh Trần Trung Cường, mã GA 1916. Xin được chúc mừng chị Lê Thị Cẩm Nhung, mã GA 1857. Xin chúc mừng chị Hoàng Mỹ Anh, mã GA 1857. Xin được chúc mừng anh Trần Thanh Tùng, mã GA 1110.
chúc mừng Nguyễn chị Thu Thủy, mã GA 502. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, mã GAA 30218. Xin được chúc mừng anh Trang Ngọc Phương, mã GAA 35166. Và xin được chúc mừng chị Lê Thị Hồng với mã GAA 1727. Xin được chúc mừng anh Lê Văn Hiệp, mã GAA 35981. Chúc mừng chị Trần Anh Thư, mã GAA 1700. Xin được chúc mừng chị Lê Thị Quỳnh Như, mã GAA 1893. Xin chúc mừng anh Hứa Văn Minh, mã GAA 271. Đây là một trong những GAA đầu tiên của Camly Group ạ. Xin được chúc mừng chị Lê Thị Liến, mã GAA 75. Xin chúc mừng chị Trần Thị Hạnh Nguyên, mã GAA là 254. Xin được chúc mừng anh Phan Đỗ Trí, mã GA 516 ạ. Xin chúc mừng chị Lộ Thị Lù, mã GA 577. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Phương Trang, mã GA 853. Xin được chúc mừng chị Trần Thị Hoa, mã GA 900. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Mỹ Dung với mã GAA 915. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Đình Khoa, mã GAA 963. Và xin chúc mừng anh Trần Thiện Thanh Phong, mã GAA 968. Anh là một người hoạt động rất là năng nổ trong lĩnh vực GAA ạ. Chúc mừng anh Hồ Quốc Đạt, mã GAA 1057. Xin được chúc mừng chị Đỗ Thị Kim Anh, mã GAA 1117. Chúc mừng anh Phạm Hồng Ân với mã GAA 1221. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Huyền Trang, mã GA 31334 ạ. Xin chúc mừng anh Lê Nguyễn Thanh Huy với mã GA là 1361. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Mạnh Tú, mã GA 1427. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Phương, mã GAA 1506. Xin được chúc mừng chị Phạm Thùy Trang, mã GAA 1525. Chúc mừng anh Huỳnh Ngọc Khoa, mã GAA 1530. Chúc mừng chị Vân Cẩm Tiên, mã GAA 1757. Mã GAA 1757 ạ. Chúc mừng Nguyễn Thị Kim Ngọc, mã GAA 1601. Xin được chúc mừng chị Dương Thị Thu Hà, mã GAA 1647. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Lan Thanh với mã GAA 1652. Xin được chúc mừng chị Trần Thị Kim Huyến, mã GAA 1729 ạ. Chúc mừng bạn Vũ Minh Nhật, mã GAA 1732.
được chúc mừng chị Trần Thị Thanh Huyền, mã GA 1812. Chúc mừng chị Nguyễn Khánh Vi với mã GA 1813. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Văn Toàn, mã GA 1861 ạ. Chúc mừng anh Nguyễn Lộc Quý, mã GA 1863. Xin được chúc mừng chị Trương Thị Phiến, mã GA 1873. Chúc mừng chị Vũ Thị Phượng, mã GA 1880. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Nhài, mã GA 1881 ạ. Tiếp theo xin được chúc mừng Nguyễn Thị Lan Phương với mã GA của chị là 1882. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Tuyết Trâm, mã GA 1898 ạ. Xin chúc mừng bạn Phạm Thị Bích Ngọc, mã GA là 1906. Xin được chúc mừng chị Lê Thị Ngân Quỳnh, mã GA 1919. Xin chúc mừng anh Nguyễn Kế Thụy, mã GA 1922. Chúc mừng chị Phan Thị Thanh Tuyền, mã GA 1923. Xin chúc mừng chị Phạm Thị Lệ, mã GA 1924. Xin được chúc mừng chị Trịnh Thị Bảo Trâm, mã GA 1927 ạ. Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thanh Tâm, mã GA 1928. Xin được chúc mừng chị Lê Phương Diễm My, mã GA 1931. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt, mã GA 1933. Xin được chúc mừng chị Hồ Tố Quyên, mã GA 1935 ạ. Chúc mừng chị Đinh Thị Hồng Liên, mã GA 1937. Xin được chúc mừng anh Chu Mạnh Tùng, mã GA 1939 ạ. Và xin chúc mừng anh Bùi Đức Khuê, mã GA 1945. Xin được chúc mừng anh Trinh Minh Phúc, mã GA 35268 ạ. Chúc mừng anh Đinh Ngọc Dũng, mã GA 35315. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, mã GA 35338 ạ. Xin được chúc mừng bạn Lê Ngọc Diễm, mã GA 1369. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Hoàng Minh, mã GA 171 ạ. Xin chúc mừng chị Nguyễn Minh Ngọc Hảo, mã GA 1604. Được chúc mừng chị Trần Thị Minh Tâm, mã GA 1195 ạ. Chúc mừng chị Tâm. Cảm ơn Jenny. Tâm xin được tiếp tục chúc mừng bạn Vương Thị Huệ, mã GA 1864.
Và rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta đang ở trong một cái sự rất là hào hứng và rất là tự hào về bản thân của mình, vì chúng ta vừa vượt qua một cái gì đó rất là tuyệt vời, và sắp tới chúng ta cũng sẽ đón nhận những cái điều rất là tuyệt vời đến với chúng ta, những thành công và những khách hàng tiềm năng, những sự giàu có thịnh vượng, và rất là nhiều điều tuyệt vời sẽ đến với các anh chị. Chúc cho chúng ta sẽ có những điều ngoài cả sức tưởng tượng của chúng ta nữa các anh chị ha. Và không biết là bây giờ thì các anh chị có ai có muốn chia sẻ gì không ạ? Chúng ta có thể gõ vào khung chat để cùng chúc mừng nhau, hoặc là cùng chia sẻ những cái cảm nghĩ cùng với nhau ạ. Có vẻ là Tracy đang muốn nói gì đúng không Tracy? Quá là tuyệt vời. Những anh chị đã đồng hành cùng với lại Kami Group, những anh chị mới, những anh chị đã tham gia, thật sự Kami Group của chúng ta, chương trình GA cũng đã kỷ niệm một năm rồi đúng không ạ? Và kỷ niệm năm thứ hai, sinh nhật lần thứ hai. Và những anh chị vừa nhận chứng nhận của chương trình Cạc Thơ phần 2 thì chị sẽ biết rằng là các anh chị là những người rất là theo sát cái mục tiêu của mình, rất là kiên định và luôn theo dõi cùng với Kami Group, và luôn có những cái sự đóng góp và luôn đồng hành để có thể học những cái điều mới và có thêm những cái sản phẩm mới. Và vì vậy nên chị đã đặt tâm sức để được training nè, rồi sau đó học các thông tin về dự án và sau đó làm những cái bài test. Và ngày hôm nay đã đồng hành cùng với Kami Group và được chính thức nhận cái chứng nhận phân phối sản phẩm Carter Phone 2. Như vậy thì một lần nữa Jesse rất cảm ơn, rất biết ơn tất cả những anh chị GA đã đồng hành cùng với Kami Group trong thời gian qua, và những anh chị GA sắp tới nữa sẽ cùng tham gia, và chúng ta hãy giúp thêm cho nhiều người nữa để có thể được tham gia những cái chương trình như thế này, để chúng ta giúp cho xã hội, giúp cho được nhiều người hơn, mỗi người một cánh tay, chúng ta sẽ dang rộng nhiều hơn để giúp cho những anh chị đó có thêm được những cái nguồn thu nhập tốt. Và chị sẽ tin chắc rằng là tất cả những anh chị GA khi đã có chứng nhận và cùng đồng hành với lại Kami Group, chắc chắn anh chị sẽ thành công và anh chị sẽ có những cái sản phẩm tốt để anh chị giới thiệu tới các nhà đầu tư của mình. Mình gieo hạt tốt cho khách hàng thì mình có được hoa hồng, và cái hoa hồng đó nó cũng là một trong những cái phúc đức luôn mà. Mình gieo được hạt tốt, khách hàng đầu tư thành công thì chúng ta gieo được một cái hạnh phúc và chúng ta nhận được những cái quả rất là tuyệt vời. Không biết là Jesse cũng rất là muốn nghe thêm cái sự tâm sự từ quý cô Lê Anh. Cô Lê Anh vẫn ở đây đồng hành với chúng ta, nhân duyên như thế nào mà những cái buổi chứng nhận như vậy là có sự đồng hành của cô Lê Anh, và cô Lê Anh là xuyên suốt với tất cả chương trình và lắng nghe từng người một, và chia sẻ thấy nụ cười luôn nở trên môi của cô. Cô ơi, cô có thể mở mic và chia sẻ thêm cái cảm xúc của cô bây giờ được không ạ? Cảm ơn Tracy đã hỏi. Vâng, rất là xúc động khi mà nhìn thấy là những cái bằng chứng nhận tốt nghiệp của các bạn, bởi vì đó là cái và cái năng lượng của mình để học tập trong suốt cái quá trình qua, và đó cũng chính là cái sự đầu tư của Kami Group, sự cho đi rất là tuyệt vời. Tại sao mình lại nói về cái sự cho đi khi đây là những cái cộng tác viên, khi chúng ta tham gia vào cái cộng đồng GA này, em nhận thấy rằng là đây là một nơi, một cái mảnh đất mà chúng ta có thể cùng được sống, cùng được học tập, cùng được kinh doanh tự do như là ý của chúng ta ngay từ lúc đầu. Thì nên đồng ý với lại Tracy, đó chính là gieo hạt. Khi mà chúng ta ở đây, chúng ta nhận được những cái hạt đã gieo ra từ Kami Group, và chúng ta lại đi gieo tiếp những cái hạt này cho những cái đối tác kinh doanh của chúng ta bên ngoài kia. Bởi vì khi mà chúng ta giúp cho họ đầu tư và họ sinh ra lợi nhuận, tăng trưởng thêm cái dòng tài sản của họ, thì đó là một cái hạt giống vô cùng là phước báu. Và muốn như vậy thì chúng ta cần phải giúp cho những cái hạt giống bên trong của các bạn đó thật sự là những cái hạt giống tốt, để nó có thể nảy nở lên một cách tốt nhất. Dạ, xin rất là cảm ơn Kami Group
với tất cả những cái gương mặt rất là xinh đẹp và rất là nhiệt huyết như là Tracy, như là Tâm, bạn Trương, Trương Lan mới gặp và Thủy, và đó những cái gương mặt rất là thân quen, rất nhớ nhau và rất thèm một cái ôm khi chúng ta gặp lại. Tuyệt vời quá, cảm ơn cô Lê Anh đã có những cái chia sẻ. Chị gì cũng cảm nhận và chị gì cũng rất là nhớ cô và rất là nhớ tất cả mọi người. Chỉ bây giờ chỉ nếu mà chúng ta làm offline là chúng ta đã trao cho nhau những cái ôm nồng thắm đúng không cô ạ? Như vậy thì chị gì cũng xin phép là ngày hôm nay chị gì sẽ chia sẻ lại các cái nội dung mà những cái chương trình phần thưởng mà có anh chị nào lần trước chưa có được tham gia hoặc là chưa có dịp tham gia và chưa nghe những cái chương trình này từ phía Camry Group thì ngày hôm nay chị sẽ cũng chia sẻ lại để cho các anh chị cũng có thông tin và anh chị cũng có những cái motivation, những cái động lực để chúng ta ra ngoài kia chúng ta giúp cho nhiều các nhà đầu tư hơn nữa. Như chị gì hay chia sẻ rằng là khi mà mình giúp, ví dụ chương trình chị sẽ giúp chương trình EV5 ạ. Chỉ một lời giới thiệu của mình thôi, một gia đình đầu tư EV5 họ có được các cuộc sống định cư thông qua chương trình đầu tư ngay tại Mỹ, cả gia đình, vợ chồng, con cái có một cái cơ hội được sống một cái đất nước, Jesse nói là một cái đất nước tuyệt vời trên thế giới. Trên thế giới có rất nhiều đất nước tuyệt vời nhưng nước Mỹ vẫn đang là một trong những cái đất nước tuyệt vời nhất. Và Jesse rất là may mắn là 3 tháng vừa qua Jesse được trải nghiệm cuộc sống ở đây, cái sự tự do, cái sự sáng tạo của mình, cái năng lượng ở đây đã giúp cho Jesse tạo ra được rất là nhiều những cái sáng tạo mới. Và mọi người có thấy là những anh chị nào mà tham gia đã add Facebook của Jesse, mọi người thấy là Jesse luôn năng lượng và luôn gửi cái năng lượng đó về lại cho gia đình, cho bạn bè và cho những cộng đồng của chúng ta đang ở Việt Nam. Và Jesse luôn có những cái chia sẻ làm sao giúp cho mọi người. Jesse hy vọng là post của Jesse sẽ reach được out nhiều người và chia sẻ những cái điều tốt, những cái điều tích cực để cho mọi người cảm thấy cuộc sống này nó còn rất là muôn màu. Chúng ta càng quay về bên trong, chúng ta càng dành thời gian, chúng ta càng suy ngẫm lại những cái điều đang xảy ra. Và như cô Lê Anh vừa chia sẻ, dòng chảy của tương lai, chúng ta phải theo dòng chảy đó, chúng ta hãy là những cái bọt sóng trên những cái ngọn sóng đó để chúng ta get on the flow, để chúng ta càng được phát triển hơn nữa. Trong nguy có cơ, rồi còn rất nhiều thứ nữa. Chúng ta không thay đổi được bên ngoài thì chúng ta thay đổi ở bên trong, và chúng ta hãy làm cho cuộc sống chúng ta luôn hạnh phúc từng giây, từng phút một, đúng không ạ? Hãy luôn như vậy và hãy truyền, nếu chúng ta đã đủ mạnh rồi hãy truyền cái điều đó cho những người xung quanh, gia đình chúng ta. Như vậy thì chị sĩ ngày hôm nay chị sĩ cũng xin phép là chia sẻ lại cái chính sách hoa hồng mà GA ngày hôm nay thì rất là nhiều bạn nè đã có được cái chứng nhận phân phối dự án Carter phân chương. Thì các anh chị cũng nên chúng ta luôn phải ghi nhớ cái chính sách hoa hồng này để chúng ta nhận được những cái khoản hoa hồng khi chúng ta giới thiệu được khách hàng đối với sản phẩm đầu tư bất động sản. Thì chúng ta hiện nay những bạn nào có chứng nhận Bronze GIA và được chính thức phân phối Carter Fund, thì khi mà mỗi khách hàng như vậy đầu tư, chúng ta sẽ được hưởng cái hoa hồng là 1,5%. Và nếu mà chúng ta tham gia để đầu tư, có khách hàng đầu tư sản phẩm EB5 thì chúng ta sẽ nhận ngay cái hoa hồng là 100 triệu trong một hồ sơ. Và như vậy thì chúng ta tăng những cái cấp độ chúng ta lên, nào là Silver, GA, Gold, GA. Và chị sẽ nghĩ là gần đây thôi, một thời gian ngắn thôi, sẽ có rất là nhiều bạn. Chị sẽ tin tưởng những bạn nào ngày hôm nay có chứng nhận của Capital Fund mọi người sẽ rất nhanh chóng đạt được cái tiêu chuẩn doanh số và rất là nhanh chóng để có thể có được hai bảng GA Bronzer để chúng ta lập tức chúng ta nâng thăng hạng cho cái chương trình GA, cho cái level GA của chúng ta. Và lúc đó thì dĩ nhiên những cái khoản hoa hồng cũng được chia sẻ cao hơn cho các bạn. Rồi như vậy thì những anh chị nào mà đang chưa nhớ hoặc là chưa chụp lại cái màn hình chính sách hoa hồng này, chúng ta hãy chụp lại nha, để chúng ta luôn làm cái sự động viên motivation khi chúng ta có khách hàng. Và cũng như vậy, cái cách thức phối hợp, hồi nãy giờ mọi người có nghe Tâm và Jenny chia sẻ những cái GA và mọi người đọc cái số GA không ạ?
cái mã số GA ấy ạ. Vì hiện nay trên hệ thống CamlyCore khi chúng ta giới thiệu một khách hàng và chúng ta luôn phải có hai GA cùng thực hiện hỗ trợ một khách hàng, thì chúng ta chỉ cần đánh những cái mã số này ra, chúng ta sẽ tìm ra được bạn của mình nhanh hơn thay vì chúng ta search bằng cái tên của GA. Và hãy luôn nhớ rằng là chúng ta hãy phối hợp nhau, luôn có hai GA thực hiện hỗ trợ một khách hàng. Chị thấy là cái cách thức phối hợp này ngày hôm nay cô Lê Anh dạy cái bài 10 hạt giống rồi mọi người. Ở trong đó có cái hạt hào phóng nè, và chị sẽ thấy cái hạt tôn trọng mối quan hệ, và cái hạt nói lời tử tế, và cái hạt thế giới quan đúng đắn. Nó ứng dụng hết trong những cái chương trình của GA và những cái sản phẩm của GA. Mọi người thấy không ạ? Luôn có hai GA thực hiện hỗ trợ một khách hàng. Khi chúng ta làm việc với nhau, chúng ta phải có cái hạt hào phóng để chúng ta luôn có một cái sự phối hợp nhịp nhàng cùng với nhau. Mỗi bạn có một cái trách nhiệm, mỗi bạn sẽ có một cái sự chia sẻ, làm sao cân đo ông đếm để chúng ta cân bằng và chúng ta hòa hợp với nhau. Thì làm sao để chúng ta phối hợp như vậy luôn trên một cái sự là tâm bình an nè, hòa hợp và nhân văn, thì hãy ghi nhớ cái hạt hào phóng được, và hãy ghi nhớ cái hạt tôn trọng mối quan hệ. Hai cái hạt này khi chúng ta làm hai GA cùng với nhau thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta gieo với nhau rất là nhiều luôn ạ. Rồi, GA sẽ được lựa chọn kết hợp với GA độc lập cá nhân bên ngoài, hoặc là có thể kết hợp với GA trực thuộc của Camry Group. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ cái bonus này giữa hai GA trong cùng hợp đồng. Chúng ta đi với nhau, một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên là hòn núi cao. Nhưng mà ở đây mình cần hai GA thôi, hai cây chụm lại cũng sẽ làm nên việc. Nên mọi người cũng có thể tham gia, chúng ta càng mời. Ví dụ, không phải là các bạn phải lúc nào cũng hai GA, minimum là 2 GA, nhưng các bạn có thể chọn 3, 4. Nói chung chúng ta mời càng nhiều người vào chăm sóc cùng một khách hàng thì cái cơ hội chúng ta đạt được thành công trong khách hàng đó càng lớn. Cho nên mọi người hãy ghi nhận cái điều này và chúng ta áp dụng khi chúng ta tham gia chương trình này GA nha mọi người. Và đây là cái siêu phẩm Chatterfun hiện nay đã có trên web camly.com. Mọi người hãy log in, tạo tài khoản và chúng ta giới thiệu khách hàng. Khi mà chúng ta có những cái nhu cầu giới thiệu về sản phẩm, chúng ta mở cái link này lên, chúng ta giới thiệu, chúng ta nói qua Zoom là mọi người chỉ cần share screen thôi. Chúng ta sale bằng online. Lúc đầu cô Lê Anh cũng có chia sẻ đúng không mọi người? Bây giờ không thể nào chúng ta nói rằng là chúng ta hồi đó giờ chúng ta quen rồi, chúng ta ở nhà chúng ta chỉ sale offline thôi, chúng ta không có sale online được, chúng ta không có làm việc với khách hàng qua online được, chúng ta không thay đổi được. Thì thế giới đã thay đổi, mọi thứ đã thay đổi, và Camry Group đã biết cái điều đó nên đã chuẩn bị tất cả những cái nền tảng này. Mọi thứ là free hết ạ, công cụ này là free. Mọi người tham gia vào và mọi người có đủ cái công cụ, cách thức để mọi người có thể cố vấn cho khách hàng của mình về những cái chương trình, về những cái gói đầu tư này của mọi người, của Camry Group. Như vậy là công cụ Camry Group cũng đã chia sẻ cho mọi người, thì mọi người hãy tận dụng cái công cụ này mọi người nha.